An nặc nở nụ cười sáng lạng, có thể nhìn ra được trong lòng cô nàng tinh linh này cũng rất vui. Còn hai gói nữa, mở nốt đi. Lạc Xuyên vừa ngáp vừa nói, hiện tại thời gian đã rất muộn. Ừ. An nặc gật gật đầu, dưới ánh mắt của mọi người mở hai gói còn lại ra. Hai lá bài hiếm, một sử thi, tuy không mở ra thẻ bài cấp bậc truyền thuyết lần nữa, nhưng vận may này đã đủ tốt rồi. Thật xin lỗi, cự phủ tiên sinh, giờ làm việc hôm nay đã kết thúc rồi nhìn thấy bộ dạng cự phủ còn có chút nóng lòng muốn thử thêm mấy trận lô thạch, Lạc Xuyên nhắc nhở. Quán rượu ở thành cương thiết bình thường đều mở cửa suốt đêm, dù sao thời gian nghỉ ngơi của rất nhiều người lùng đều là vào đêm, buổi tối mới là thời khắc hoạt động tích cực nhất. Dựa theo kế hoạch của Lạc Xuyên, tương lai quán rượu lô thạch chắc chắn cũng là như vậy, nhưng trước mắt khẳng định sẽ không như thế. Chỉ có một khách hàng như cự phủ, chỉ vì hắn ta mà mở cửa cả đêm rõ ràng là có chút không thực tế, biện pháp tốt nhất chính là để cho cự phủ đi tuyên truyền cho những người khác. Hẳn là hắn ta sẽ rất vui vẻ. Làm như vậy, trò chơi này, người tham gia càng nhiều chắc chắn càng thú vị. Ngày mai ta sẽ tới nữa. Cự phủ lại liếc nhìn thiết bị lô thạch, lúc này mới lưu luyến uống nốt phần rượu còn lại, đè xuống ý định đánh một hiệp nữa rồi chuẩn bị rời đi. Trong lòng hắn ta đã lên sẵn kế hoạch, nhất định phải khiến cho tất cả những người lùng trong tộc đến đây. Mặc dù bọn họ đào mỏ cả ngày khiến tay chân không còn lực, nhưng lúc chơi trò vật tay nhàm chán này, lại nhiệt tình hơn ai hết hắn ta đã chịu đủ rồi cự phủ tiên sinh đừng quên hộp đựng thẻ của ngài lạc xuyên chỉ vào rảnh của thiết bị lô thạch nhắc nhở cự phủ đừng quên lấy đồ mình đi đây chính là thứ đáng giá một đồng vàng nhưng giá trị thực thì những cái hộp này được làm ra bằng thạch anh có lẽ sẽ không ai đoán được dưới vẻ ngoài bình thường như vậy lại có một thứ năng lượng đáng sợ hơn rất nhiều so với những vật phẩm siêu phàm khác suýt nữa thì quên mất cự phủ dùng bàn tay như chiếc quạt hương bồ lấy hộp đựng thẻ ra bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó quay đầu lại nhìn lạc xuyên cái này nhỏ như vậy lỡ như mất rồi thì sao cứ yên tâm lạc xuyên cười mỗi hộp thẻ chỉ có thể tự mình kích hoạt và sử dụng cho dù người khác lấy được thì cũng vô dụng mà pháp xác minh thân phận sao cự phủ di chuyển hộp thẻ tới trước mặt chất liệu thạch anh màu xanh nhạt trong suốt giống như chỉ cần dùng một chút sức lực là có thể vỡ ra nhưng độ cứng của thứ này tuyệt đối ngoài sức tưởng tượng vừa rồi hắn ta có dùng sức vài lần mà vẫn không có vết nước nào, có thể cho là như vậy. Lạc Xuyên gật đầu, hộp thẻ ràng buộc với thân thể của ngươi chỉ có thể được sử dụng trong quán rượu lô thạch, dữ liệu thẻ bên trong được niêm phong bảo vệ, người khác không thể sửa đổi nó. Ngoài ra nếu chẳng may làm mất, chỉ cần bỏ ra một đồng vàng là có thể cấp lại. Lúc trước An Nặc cũng đã từng hỏi câu hỏi tương tự, có vẻ như mọi người đều rất quan tâm về điều đó. Lạc Xuyên cảm thấy mình nên treo một tấm bảng trắng nhỏ tương tự như ở Khởi Nguyên Thương Thành trong quán rượu viết những câu hỏi thông thường lên đó, để tránh khách hàng hỏi lần nữa, thật sự rất phiền phức. Vậy là tốt rồi. Cự phủ gật đầu, sau đó mới không tình nguyện rời khỏi quán rượu. Ông chủ, quán rượu của chúng ta có đóng cửa vào ban đêm không? Sau khi dọn sạch những chiếc cốc, thùng rượu mà cự phủ để lại, An Nặc mới quay sang hỏi Lạc Xuyên. Hôm nay là ngày đầu tiên, chỉ có mình cự phủ là khách, vì vậy mở cả đêm không thích hợp lắm, ngày mai có nhiều khách hàng hơn thì nói sao? Lạc Xuyên ngáp, sau khi trưởng lão cự phủ trở về chắc hẳn sẽ chủ. Động giúp đỡ tuyên truyền quán rượu lô thạch, lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người lùng đến đây. Đúng vậy. An Nặc gật đầu, đồng ý với suy đoán của Lạc Xuyên. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, ta đi ngủ trước đây. Lạc Xuyên đã lâu rồi không thức khuya, sớm đã cảm thấy buồn ngủ. Sau khi bỏ lại câu nói này, Lạc Xuyên đi lên lầu. Ngươi không định ngủ sao? An Nặc nhìn yêu tử yên. Ta không buồn ngủ, Yêu tử yên lắc đầu. Chúng ta chơi lô thạch không? An nạc đề nghị, cô nàng tinh linh này dường như đã nghiện lên mạng. Có thể. Yêu tử yên thuận miệng đồng ý, dù sao nàng cũng không có việc gì. Hoàng hôn tối dần, bầu trời mờ ảo ẩn hiện ánh đèn rực rỡ dưới màn đêm của thành cương thiết, khói bụi ma lực lấm tấm hòa lẫn cùng những ngôi sao tô điểm cho bầu trời, giống như một giải ngân hà lộng lẫy. Khác. Lạc xuyên trở về phòng, tắm rửa sơ qua, vốn là đang nằm trên giường tắt đèn chuẩn bị ngủ, nhưng đột nhiên nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Tên bệnh thần kinh nào đó giật mình ngồi dậy, chợt nhớ tới sự kiện nào đó. Ánh sáng lấp lánh của đông đóng tụ lại thành một bức màn sáng phát ra ánh sáng huỳnh quang mờ ảo, trong phòng tối khá bắt mắt, chính là bản thông tin cá nhân đã lâu không xuất hiện. Ánh mắt lạc xuyên di chuyển, dừng lại ở khu vực nhiệm vụ, chỉ có duy nhất một nhiệm vụ đã được hoàn thành. Bắt đầu kinh doanh quán rượu từ số không ở một thế giới khác, không sai. Yêu cầu nhiệm vụ, mở quán rượu thành công, chính thức đi vào hoạt động phần thưởng nhiệm vụ một cơ hội rút thăm giới hạn thời gian không có tình trạng hiện tại đã hoàn thành nhắc mới nhớ nhiệm vụ này cũng đã nhận được một khoảng thời gian rồi độ khó hoàn thành không quá cao cũng không quá thấp tóm lại hiện tại đã hoàn thành muốn nhận phần thưởng nhiệm vụ không đương nhiên lạc xuyên sẽ không từ chối trực tiếp lựa chọn nhận phần thưởng nhiệm vụ đã nhận thành công có muốn sử dụng ngay không sử dụng lạc xuyên không lãng phí thời gian trực tiếp xác nhận dù sao cũng không phải một hai lần hắn rất quen thuộc đối với hệ thống rút thăm trúng thưởng này thông đạo không gian thành lập lạc xuyên trực tiếp tiến vào vẫn là một không gian rút thăm trúng thưởng mênh mông bát ngát bàn quay rút thăm trúng thưởng bị treo lơ lửng trong hư vô như một ngôi sao không thể nhìn thấy giới hạn cuối cùng lạc xuyên đang chuẩn bị bắt đầu rút thăm trúng thưởng ngày hôm nay đột nhiên phát hiện cách đó không xa dường như có thứ gì đó đang bay với tốc độ cực nhanh nhưng lại không phát ra một tiếng động nhưng chỉ trong vài giây đồ vật kia đã trôi qua trước mặt lạc xuyên đó là một chiếc lá xanh ngọc lục bảo khổng lồ, có kích thước gần bằng một sân bóng đá. Ừm. Nói cách khác, lá của cây thế giới quả thực khá lớn, không biết nếu dùng để pha trà thì sẽ uống được bao lâu đây. Lúc ấy Lạc Xuyên đã trực tiếp đưa cây thế giới vào trong không gian rút thăm, trong quá trình này không thể tránh khỏi lạc mất một số thứ ở đây, giống như Lạc Xuyên không biết bản thân đã cất giữ bao nhiêu. Thứ trong không gian hệ thống, lá cây khổng lồ trước mắt này có lẽ là rụng xuống từ cây thế giới trong lúc đó. Lạc Xuyên không để ý lắm lẳng lặng nhìn chiếc lá hóa thành sao băng rồi đi mất có lẽ sau một thời gian dài sự sống mới của hệ thống sẽ phát triển với cốt lõi là chiếc lá đó sử dụng năng lượng tự do trong hư vô của vũ trụ làm nguồn sống gọi những chiếc lá của cây thế giới là sự khởi đầu của sự sáng tạo hay gì đó sau khi suy nghĩ về điều đó một lúc lạc xuyên lại tập trung vào bàn rút thăm theo lệnh rút ra bàn quay rút thăm không biết có thể tích là bao nhiêu đã bắt đầu từ từ chuyển động nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ đang tăng lên toàn bộ quá trình đều không có âm thanh. Hoặc dao động không khí nào, không gian cũng không xuất hiện rung động, có vẻ như pháp tắc có thể can thiệp vào thế giới thực đã bị xóa bỏ. Lại nói, rượu được bán trong các quán rượu ở thành cương thiết đa số là rượu mạch, tục xưng là bia, một loại thức uống giải khát sảng khoái. Quỳnh tương lộ ở khởi nguyên thương thành tương tự như rượu trái cây, có vị ngọt êm dịu, có thể uống như một loại nước giải khát. Vậy quán rượu lô thạch nên chọn loại rượu nào sẽ tốt hơn? Lạc xuyên có chút rối rắm, muốn chọn cả hai, chứng khó lựa chọn lại tái phát rồi quên đi rút ra cái gì thì lấy cái đó lạc xuyên giao quyền quyết định cho hệ thống giống như ngày thường hắn cũng để yêu tử yên quyết định khi ăn thì ăn cái gì khi lệnh dừng được phát ra tốc độ quay của bàn quay rút thăm chậm lại sau khi ngừng thì kim đồng hồ dừng lại ở khu vực đại diện cho rượu mạch nhắc nhở liên quan cũng xuất hiện trước mặt lạc xuyên bản quay rút thăm từ từ dừng lại kim đồng hồ dừng lại ở một khu vực nhìn qua trông giống như nước đồng thời thông tin nhắc nhở có liên quan cũng xuất hiện trước mặt Lạc Xuyên. Xin chúc mừng ông chủ đã quay trúng một chuỗi rượu vong ưu, sản phẩm đã được mở khóa, vui lòng sớm hoàn thành thiết lập, thông tin chi tiết mời tự mình kiểm tra. Lạc Xuyên nhìn tấm bản sáng trước mặt, sờ cầm. Vì khó lựa chọn, không biết chọn loại nước uống nào nên cho ra một dãy cùng một lúc sau. Mờ ám, đây là tuyệt đối mờ ám. Nhưng hắn thích. Lạc Xuyên nở nụ cười, hệ thống, không hổ là ngươi. Hệ thống im lặng không nói gì, ngày thường đều như thế, bất luận làm gì cũng đều yên lặng chấp hành, ẩn sâu công lao danh vọng. Lạc Xuyên không vội vàng rời đi, mở trang sản phẩm mới, chuẩn bị xem cụ thể là cái gì. Một chuỗi rượu vong ưu. Toàn bộ bao gồm, rượu vong ưu hoa quả, rượu mạch vong ưu, rượu đế vong ưu. Tác dụng, gia tăng năng lượng tương thích vĩnh viễn. Giá bán lẻ đề xuất, 10 linh tinh, lưu ý, các khu vực không có linh tinh có thể tự định giá. Ngoài thông tin dạng văn bản, còn bao gồm các quy trình sản xuất cụ thể, phân tích khẩu vị và những hiệu quả thực tế của khách hàng sau khi sử dụng. Lạc Xuyên chỉ nhìn qua một lượt đã không còn hứng thú. Đưa ra chi tiết như vậy, là muốn hắn tự làm hay sao? Sau khi xuyên qua thông đạo truyền tống, Lạc Xuyên trực tiếp nằm trên giường, trên tay cầm một chai rượu có biểu tượng của khởi nguyên thương thành. Vẫn duy trì trọng lượng nhất quán của sản phẩm khởi nguyên thương thành, dựa theo tử lượng của người lùng, sợ rằng chưa kịp nếm ra vị gì thì đã uống cạn sạch rồi. Tất nhiên, đây là loại rượu trái cây còn trọng lượng của rượu mạch trong chuỗi rượu vong ưu lớn hơn nhiều so với loại này được đựng trong các thùng gỗ nhỏ có lẽ là có cân nhắc tới tửu lượng của người lùn suy cho cùng đối với họ tác dụng gì đó chỉ là thứ yếu cái chính là mùi và lượng của rượu phải đủ được rồi đây chỉ là phỏng đoán của lạc xuyên chắc cũng không khác biệt lắm nhưng lạc xuyên suy nghĩ vẫn đặt chai rượu hoa quả lên trên mặt bàn bên cạnh giường hắn vừa mới đánh răng xong nếu uống thêm đồ sẽ có chút khó chịu đúng vậy theo quan điểm của lạc xuyên rượu trái cây thực chất là một loại nước giải khát. Hơn nữa sau khi uống nó thì 89 phần 10 sẽ rất khó ngủ, dù sao đồ cũng đã ở đây, khi nào nhấm nháp thì cũng vậy thôi, ngày mai lại nói sau. Sau khi đắp chăn, Lạc Xuyên nhắm hai mắt lại. Vài phút sau, Lạc Xuyên lại mở mắt ra, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết đêm nay không tồi, bầu trời đêm trong xanh, những ngôi sao bị che khuất, hai vầng trăng sáng rọi xuyên qua khung cửa sổ lọt vào phòng, mắt lạnh như nước. Quên đi, Xem điện thoại di động ma huyễn trước khi ngủ vậy. Trong lòng nghĩ vậy, Lạc Xuyên lấy điện thoại di động ma huyễn dưới gối ra, bắt đầu tùy ý lật xem, ánh sáng yếu ớt từ màn hình chiếu sáng màn đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Lạc Xuyên vương vai đẩy cửa, tối hôm qua xem điện thoại di động ma huyễn không biết đã ngủ thiếp đi lúc nào, chất lượng giấc ngủ vẫn rất tốt. Có chút ngoài dự liệu của hắn, ngoài cửa không có mùi thức ăn, hành lang cũng im lặng không một tiếng động, mọi sự vật vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Vẫn còn chưa rời giường sao? Lạc suy nhìn thoáng qua phòng yêu tử yên, cửa đóng chặt, trên cửa treo một bức họa tiểu hồ ly dễ thương, nằm trên giường phủ chăn bông ngủ ngon lành, biểu thị chủ nhân căn phòng cũng chưa rời giường. Cho nên cô nương này đã thức cả đêm sao? Lạc Xuyên suy nghĩ, cảm giác có vẻ như chỉ có một khả năng này, về lý do tại sao? 89 phần 10 là An Nạc kéo nàng chơi lô thạch. Khi xuống tầng 1, mọi thứ trong quán rượu đã được thu dọn gọn gàng, ở đây không có thiết lập không nhiễm bụi như khởi nguyên thương thành, tất cả mọi thứ đều cần phải tự mình làm đây cũng là do Lạc Xuyên cố ý yêu cầu. Chỉ bằng cách này, hắn mới có thể thực sự trải nghiệm cảm giác làm ông chủ cửa hàng, nếu mọi thứ đều để hệ thống xử lý, thực sự không có nhiều cảm giác tham gia. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, quyết định ra ngoài mua đồ ăn sáng. Mới sáng sớm đường phố ở thành cương thiết vẫn phồn hoa như trước, có thể nhìn thấy những người lùng vừa ra khỏi quán rượu hoặc khai thác cả đêm, cũng có nhiều nhân loại đã đi làm sớm, cách đó không xa. Cũng nhìn thấy thú nhân cường tráng quân vác những món đồ đi ngang qua, người hát trong tinh linh đang ngâm nga những bài thơ tuyệt đẹp về tinh linh. Đúng là dễ nghe, nhưng nếu nghe nó trong một thời gian dài sẽ khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Cũng không biết An Nặc có biết hát hay không. Tùy tiện tìm được một cửa hàng mua đồ ăn sáng, Lạc Xuyên nhanh nhẹn chạy về quán rượu, vừa bước vào cửa liền thấy yêu tử yên xỏa tóc dụi mắt bước xuống cầu thang. Pháp Lạc Xuyên, ngươi đi mua bữa sáng à? Từng. Lạc Xuyên tiện tay đặt đồ lên bàn, tối hôm qua ngươi với An Nặc chơi bao lâu? Không biết không để ý lắm yêu tử yên lắc đầu vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ chắc là rất muộn ăn nặc đâu lạc xuyên bắt đầu ăn đang rửa mặt yêu tử yên đi tới bên cạnh lạc xuyên như mọi khi bắt đầu ăn bữa sáng của riêng mình theo bản năng nàng muốn lấy điện thoại di động ma huyễn ra nhưng rất nhanh đã nhận ra rằng đây không phải là khởi nguyên thương thành nếu sử dụng nó sẽ rất phiền phức sao vậy lạc xuyên nhận thấy sự kỳ lạ của yêu tử yên không sao yêu tử yên cười lắc đầu bưng một chén cháo hoa quả lên uống ta chỉ cảm thấy không có điện thoại di động ma huyễn nên không quen có lẽ đại đa số khách hàng không nhận ra rằng điện thoại di động ma huyễn đã trở thành một vật dụng thiết yếu trong cuộc sống của họ muốn dùng thì dùng thôi lạc xuyên thản nhiên nói cứ nói là món đồ siêu phàm do chính mình làm ra không ai để ý đến nó đâu yêu tử yên suy nghĩ một hồi cảm thấy lạc xuyên nói cũng có lý nhưng cuối cùng lại lắc đầu ừm, sau này nói sao chẳng mấy chốc cô nàng tinh linh cũng xuống lầu. Ông chủ, tử yên, chào buổi sáng. An nặc chào hỏi, dường như lúc nào nàng ta cũng tràn đầy năng lượng, tính tình hoạt bát vui vẻ. Bữa sáng của ngươi. Lạc xuyên chỉ vào thứ gì đó trên bàn rồi nhắc nhở. Từ an nặc liên tục gật đầu, cũng bắt đầu ăn bữa sáng của mình. Buổi sáng sớm tại quán rượu Lô Thạch cũng yên tĩnh không kém, những gì cần làm là yên lặng tận hưởng thời gian nhàn hạ của mình. Đúng rồi, có đồ uống mới trong quán rượu. Lạc Xuyên thuận miệng nói hả ở đâu an nặc sửng sốt yêu tử yên không ngạc nhiên chút nào từ lâu nàng đã quen với một số thay đổi bất thường trong cửa hàng sau khi thức dậy có trời mới biết lạc xuyên đã làm điều đó như thế nào có lẽ đây thuộc loại quyền năng đặc thù nào đó của thần cửa hàng nhỉ so với những thứ này yêu tử yên thực sự quan tâm đến đồ uống mới mà lạc xuyên nói đây hẳn cũng phải là sản phẩm mới sắp được ra mắt ở khởi nguyên thương thành hai cửa hàng có sự tương thông về mặt này đồ uống mới mà Lạc Xuyên đề cập đương nhiên đã khơi dậy hứng thú của yêu tử yên và an nặc. Hai người họ thậm chí còn tạm thời gác bữa sáng sang một bên, đi đến nơi cất đồ uống. Vong ưu, rượu trái cây, rượu mạch, còn có rượu đế, ba loại rượu khác nhau, có vẻ như chúng thuộc cùng một chuỗi nhỉ. An nặc nhanh chóng tìm thấy ba loại đồ uống, còn kiểm tra chúng cẩn thận. Rượu trái cây đựng trong những bình nhỏ, rượu đế đựng trong bình thạch anh lớn hơn một chút, còn rượu mạch được đựng trong những thùng gỗ thông thường, nhưng nó cũng nhỏ hơn những thùng rượu bình thường ở thành cương thiết. Ta còn tưởng ông chủ chỉ đưa ra một loại. Yêu tử Yên cầm một chai rượu hoa quả lên, chất lỏng màu đỏ nhạt giống như hổ phách nguyên chất, lắc nhẹ trong bình. "Tử Yên, biểu tượng trên đó có ý nghĩa gì?" An Nặc chỉ vào chai rượu hỏi. Hai viên thạch anh thon dài đang xen nhau, tạo thành một kiểu chữ thập, được tìm thấy trên mỗi chai và thùng. "Ừ, đó được xem là biểu tượng của quán rượu Lô Thạch." Yêu tử Yên vốn muốn nói là khởi nguyên thương thành, nhưng lúc nói ra thì đã thay đổi. "Ồ, thì ra là như vậy. An Nặc gật đầu, cũng không hỏi gì thêm. Nàng ta cũng tiện tay cầm một chai lên, xem giá rồi lập tức mở to mắt, như thể vừa nhìn thấy điều gì đó không thể tin. 10 đồng vàng. Cái chai này có giá 10 đồng vàng. An Nặc kinh sợ hô ra tiếng, vốn dĩ nàng ta cho rằng giá một chai rượu nhỏ như vậy chỉ vài ngân tệ là đủ, nhưng không ngờ ông chủ lại trực tiếp dùng đồng vàng định giá. Nếu ngươi coi nó là một sản phẩm siêu phàm thì sẽ không cảm thấy đắt. Lạc Xuyên đương nhiên nghe thấy tiếng kinh hô của cô nàng tinh linh bên cạnh, thản nhiên giải thích. Sản phẩm có được những hiệu quả đặc biệt, theo hắn thì nó thuộc vào loại sản phẩm siêu phàm. Chỉ là nhìn từ tình hình thực tế thì, sản phẩm của Khởi Nguyên Thương Thành đã bỏ xa sản phẩm siêu phàm bao nhiêu con phố. Hở? An Nặc trừng mắt, nàng ta cảm thấy từ khi đến quán rượu Lô Thạch này số lần bản thân kinh ngạc đã đủ nhiều rồi, dường như lần nào Lạc Xuyên cũng có thể mang đến cho nàng ta những điều bất ngờ. Đây đều là những vật phẩm siêu phàm. Nói cách khác, ông chủ chưa bao giờ nghĩ đến việc mở một quán rượu bình thường sao quán rượu lô thạch thật ra chính là một cửa hàng vật phẩm siêu phàm mang vẻ bề ngoài là một quán rượu an nặc có cảm giác như mình đã hiểu ra điều gì đó mà trước đây chưa từng chú ý tới hai người có ăn sáng hay không sắp nguội lạnh rồi lạc xuyên thúc giục cơm nước xong thì xem tiếp còn nữa an nặc hiện tại ngươi là nhân viên của quán rượu tất cả sản phẩm trong cửa hàng đều có thể dùng miễn phí đây là phúc lợi của nhân viên chúng ta bữa sáng đã mua không được thiết lập duy trì nhiệt độ như ở khởi nguyên thương thành yêu tử yên lên tiếng an nặc rất vui vẻ với những phúc lợi dành cho nhân viên mà lạc xuyên đã nói lạc xuyên ba loại rượu trong chuỗi vong ưu kia có hiệu quả gì yêu tử yên vừa ăn vừa hỏi đúng 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 an nặc cũng gật đầu liên tục vì là vật phẩm siêu phàm nên chắc chắn sẽ có hiệu quả siêu phàm là khôi phục ma lực hay là tăng tốc độ thi pháp trong khoảng thời gian ngắn hừng hì hì có vẻ như hai cái này cũng không hợp lý lắm dù sao cũng không có nhiều người siêu phàm thích uống rượu trong lúc thi pháp ma thuật là một thứ rất tinh vi nó có thể được tạo ra bằng cách sử dụng trực tiếp sức mạnh tinh thần để đạt được phép thuật tức thì còn phức tạp hơn thì cần phải khắc họa ma pháp trận hoặc là đủ loại minh văn ma pháp khác nếu làm sai thì chắc chắn bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ biển trong quá trình đó mà bị rượu mạch ảnh hưởng tới đầu óc thì không tốt lắm nói một cách đơn giản nó gia tăng năng lượng tương thích lạc xuyên nói gia tăng năng lượng tương thích. Tạm thời hay vĩnh viễn? Yêu Tử Yên tiếp tục hỏi. Tất nhiên là vĩnh viễn. Thái độ của Lạc Xuyên vẫn tùy ý như trước. An Nặc hoàn toàn sững sờ, nàng ta phát hiện bản thân không thể hiểu được cuộc trò chuyện giữa hai người. Gia tăng năng lượng tương thích. Có một vật phẩm siêu phàm như vậy ở thế giới khoa lạc sao? Được rồi, có thể là nàng ta tầm nhìn hạn hẹp nên không biết tới, nhưng hiệu quả gia tăng vĩnh viễn này thì không phải thái quá rồi sao? Lại chỉ có giá 10 đồng vàng đó ông chủ, ngươi xác định mình không? Nói đùa chứ. Ông chủ, những gì các ngươi nói là sự thật. Cô nàng tinh linh sau một lúc do dự vẫn không nhịn được hỏi. Đương nhiên là thật. Lạc xuyên vẫy vẫy tay, một bình rượu trái cây bay tới đáp xuống trước mặt an nặc, nếu không tin, ngươi có thể thử trước đi. Ma thuật khống chế vật có tồn tại ở thế giới khoa lạc, hơn nữa hắn tự thiết lập mình là một pháp sư tự do, làm như vậy cũng rất bình thường. An nặc theo bản năng cầm bình trong tay, thạch anh hình thoi tạo thành biểu tượng chữ thập dường như có một ý nghĩa đặc biệt nào đó, rượu màu hổ phách hơi lay động, tỏa ra màu sắc say mê dưới ánh đèn. Nàng ta hít một hơi thật sâu, mở nắp bình ra. Hương rượu tươi mát thanh nhã lặng lẽ khuếch tán, không nồng đậm, từng đợt nhẹ nhẹ thấm vào ruột gan, tự như đang ở trong một vườn cây ăn trái tươi tốt vào vụ thu hoạch. Đôi tai nhọn của An Nặc hơi run run, nàng ta thích mùi này. Di chuyển lên môi nhấp một ngụm nhẹ, vị rượu ngọt ngào lặng lẽ chảy xuôi giữa môi và răng, đầu lưỡi có thể cảm nhận rõ ràng vị ngọt say lòng người thế nào yêu tử yên hỏi ừ rất ngon đôi mắt to màu băng lam của cô nàng tinh linh như sáng lên gật đầu lia lịa có vẻ như hương vị rượu trái cây rất hợp với khẩu vị của nàng ta hiệu quả thì sao yêu tử yên rất tò mò an nặc nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận những thay đổi trong cơ thể mình đối với nàng ta mà nói ma lực tự do trong trời đất giống như tinh linh có sinh mệnh của chính mình chúng ở khắp mọi nơi có cảm xúc riêng của mình, cái gọi là thi triển ma thuật thực chất là tinh linh ma lực. Đang thay đổi hình dạng của mình. So với bình thường, cảm giác quả thực rõ ràng hơn một chút, nhưng cũng không đặc biệt rõ ràng, thậm chí có thể bỏ qua. Năng lực cảm nhận đã tăng lên một ít, hẳn là gia tăng năng lực tương thích mà ông chủ đã nói trước đó. An nặc mở to mắt nói, nhưng mức độ rất nhỏ, nếu không cảm nhận kỹ, rất dễ bị bỏ qua. Nếu chỉ uống một lần đã tăng lên một khoảng lớn thì ngươi cảm thấy bình thường sao? lạc xuyên đưa miếng thức ăn cuối cùng vào miệng một vật phẩm 10 đồng vàng có hiệu quả như vậy là đáng giá tiền rồi nó cần được tích lũy theo thời gian mới có thể đạt được hiệu quả tối đa sản phẩm có thể gia tăng vĩnh viễn một năng lực nào đó trong khởi nguyên thương về cơ bản đều giống như vậy chỉ có nước khoáng là ngoại lệ có thể trực tiếp tái tạo năng lực thiên phú nhưng mỗi khách hàng chỉ có tác dụng một lần được rồi nói cũng đúng an nặc gật đầu lời lạc xuyên nói thực sự rất có lý với giá như vậy có thể mua được một vật phẩm siêu phàm có hiệu quả này hoàn toàn có thể được coi là từ thiện cũng không biết rốt cuộc ông chủ làm vậy để làm gì là do ngại mình quá nhiều tiền không có nơi nào để tiêu sao thành cương thiết quặng mỏ dưới lòng đất tự phủ từ từ thở vào nhẹ nhõm đặt chiếc rìu trong tay xuống những viên sỏi nhỏ trên mặt đất lập tức bị nghiền nát thành bột sau khi trở về từ quán rượu có tên là lô thạch hắn ta đã đến quán rượu mà mình hay đến nhưng mà lúc uống rượu tâm trí hắn ta chỉ toàn là âm thanh của lô thạch còn có thể bài truyền thuyết mang tên địa ngục gào thét mà an nặc đã rút giúp hắn ta nếu sử dụng chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ tiếng kêu to của những người lùng chơi vật tay bên tai khá chói tai khiến cự phủ tâm phiền ý loạn hắn ta trực tiếp đi thẳng tới quặng mỏ dành cả đêm để khai thác vì khi bận rộn sẽ không có nhiều suy nghĩ như vậy bây giờ là sáng sớm đoán chừng quán rượu lô thạch cũng đã mở cửa buôn bán những người lùng khác cũng lục tục kết thúc công việc suốt đêm lớn tiếng thảo luận về việc họ sẽ đến quán rượu nào có loại rượu nào mới được vận chuyển tới thành cương thiết. Đám nhóc thối kia, đừng chơi trò vật tay nhàm chán đó nữa, sớm muộn gì bộ não của các ngươi cũng trở thành cơ bắp mà thôi, ta sẽ dẫn các ngươi đi chơi trò thú vị hơn. Cụ phủ cầm rìu gõ xuống đất, âm thanh nặng nề vang vọng trong mỏ, các đá không ngừng rơi từ trên đỉnh đầu xuống, đủ để chứng minh hắn ta có sức mạnh như thế nào. Đồng thời cũng thể hiện mức độ chắc chắn của quặng mỏ người lùng, tuyệt đối an toàn và đáng tin cậy. Những người lùng trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, không biết tại sao cự phủ lại nói như vậy nhưng là trưởng lão của tộc người lùng lời của hắn ta không có bao nhiêu người lùng dám can đảm phản bác lại mọi người chỉ có thể đi theo cự phủ trưởng lão đến quán rượu khác mà hắn ta nói đồng thời còn nhỏ giọng thảo luận tất nhiên người lùng nhỏ giọng thảo luận cũng không khác gì con người lớn tiếng mưu đồ bí mật thực sự không có bí mật gì trưởng lão làm sao vậy không biết nữa ta thấy từ đêm qua sau khi trưởng lão trở về đã mất hồn mất phía rồi là vì nguyên nhân này sao không biết đừng nói nữa cứ đi theo trưởng lão qua đó một nhóm người lùng hùng hổ đi trên đường đương nhiên thu hút sự chú ý của người đi đường không ít người biết thân phận trưởng lão người lùng của cự phủ không khỏi suy đoán những người lùng này đi đâu làm gì quán rượu lô thạch an nặc ăn sáng xong vừa thu dọn đồ đạc thì cửa hàng có tiếng gõ cửa đùng đùng ta ra mở cửa an nặc chỉnh trang vạt áo một chút vội vàng chạy tới mở cửa cảnh tượng ngoài cửa khiến cô nàng tinh linh sững sờ ngay tại chỗ một nhóm người lùng đang tụ tập ở cửa nếu ai không biết tình hình nhìn thấy 9 phần 10 là sẽ bị cho là tới cửa kiếm chuyện tiểu nha đầu tinh linh bây giờ quán rượu có buôn bán không cự phủ đứng trước mặt những người lùng nhìn an nặc hỏi a à, a à, có buôn bán an nặc gật gật đầu tránh sang một bên vừa rồi nàng ta hoàn toàn không nhìn thấy cự phủ hàng chục người lùng dũng mảnh đổ vào quán rượu bầu không khí yên tĩnh ban đầu nhanh chóng bị tiếng ồn thủ tiêu cảnh vật xung quanh hoàn toàn khác với mấy quán rượu khác đã khiến cho nhóm người lùng hứng thú rất lớn. Đây là thiết bị lô thạch mà ta đã nói với các ngươi lúc trước, nhìn cho kỹ, đã đến lúc sử dụng bộ não rồi. Dường như cự phủ nghĩ rằng lô thạch thú vị hơn nhiều so với đấu vật bằng tay, có thể cải thiện hoạt động tinh thần của người lùng. Ở một khía cạnh nào đó điều này thực sự đúng, nhưng cự phủ có thể không nhận thức được tác hại mà lô thạch có thể mang lại, ít nhất thì đấu vật tay không gây nghiện. Thật nhiều người. Yêu tử yên thấp giọng nói. Ngày hôm sau đã có thành quả buôn bán như vậy, so với khởi nguyên thương thành còn tốt hơn rất nhiều lạc xuyên rất xúc động nhớ lại thời điểm khởi nguyên thương thành vừa mới khai trương cả ngày chỉ có một mình hắn ở trong một con hẻm hẻo lánh vắng người nếu bộ ly ca không có việc gì làm nên đi vào không biết sẽ phải đợi bao lâu lại nói vậy sao hắn không nghĩ đến việc treo một tấm biển ở đầu ngõ lạc xuyên nhận thức sâu sắc về điểm mù quên đi không cần phải nghĩ nhiều làm gì chuyện gì đã qua thì để nó qua đi rối rắm thêm nữa cũng không có tác dụng gì Lạc Xuyên nhanh chóng bình thường trở lại, quang suy nghĩ đó ra sau đầu. Thấy chưa, đây là trạng thái của thiết bị lô thạch khi đang vận hành, mỗi người đều có hộp thẻ bài của riêng mình, có thể tạo thành bộ bài của riêng mình để cạnh tranh với những người khác. Cự phủ đề cử lô. Thạch cho tộc nhân xem. Lạc Xuyên rất vui mừng, nếu mọi khách hàng đều như thế thì tốt biết bao. Quả nhiên lời của cự phủ đã khiến những người lùng có hứng thú mạnh mẽ với lô thạch, có lẽ những người lùng trời sinh thích truyền thuyết lô thạch, còn bắt đầu hô to gọi nhỏ muốn tham gia. Đương nhiên hộp thẻ không phải miễn phí, cần phải mua bằng một đồng vàng, chỉ là cái giá này đối với người lùng không thiếu tiền mà nói, đương nhiên cũng không tính là gì. Rượu mạch, mang cho ta một thùng rượu mạch trong cửa hàng. Sau khi mua một vài gói thẻ, bổ sung thành công hàng chục thẻ thường và hiếm vào bộ sưu tập của mình, cự phủ cảm thấy mình cần uống một chút rượu mạch để điều chỉnh tâm trạng. Gần đây chúng ta mới tung ra chuỗi rượu vong ưu trong cửa hàng, bao gồm rượu trái cây, rượu mạch và rượu đế, người có muốn thử không? An nặc là nhân viên cửa hàng có kinh nghiệm bắt đầu giới thiệu các sản phẩm mới trong quán rượu. Vong ưu. Cái tên thật lạ. Cự phủ lẩm bẩm, rượu mạch và rượu đế mỗi loại một thùng, còn rượu trái cây thì quên đi, ta không thích loại đó, uống vào chả có chút thú vị gì. Đối với người lùng, yếu tố để xem xét rượu cơ bản đều dùng thùng. Đây là vật phẩm siêu phàm, mỗi thùng 10 đồng vàng, ngươi có chắc muốn mua không? An nặc giải thích về giá cả. Vật phẩm siêu phàm. Cự phủ sửng sốt trong giây lát, nhanh chóng nhận ra thiết bị lô thạch trước mặt mình cũng là một vật phẩm siêu phàm, quán rượu trước mặt hắn ta thực sự là một cửa hàng siêu phàm. Trong lớp vỏ một quán rượu, vì vậy rượu mạch thuộc loại vật phẩm siêu phàm cũng là điều rất bình thường. Lấy góc độ của vật phẩm siêu phàm, giá 10 đồng vàng không hề đắt. Mua. Cự phủ gật đầu, dù sao cũng chỉ là 20 đồng vàng mà thôi, hắn ta không hỏi nhiều về tác dụng của vật phẩm siêu phàm này. Là một cường giả siêu phàm cấp bậc truyền kỳ, hắn ta có cảm nhận rất nhạy bén đối với các loại năng lượng hiệu quả chi tiết sau khi uống sẽ biết. Yêu Tử Yên cũng không nhàn rỗi, An Nặc chịu trách nhiệm quân vác và bán rượu mạch, nàng ngồi sau quầy thu ngân giống như khi ở Khởi Nguyên Thương Thành. Về phần Lạc Xuyên, đi bộ xung quanh cửa hàng, có điều gì xảy ra thì sẽ giúp đỡ, chỉ đi loanh quanh nếu không có gì, về cơ bản là người nhàn nhã nhất trong cửa hàng. Ngài đã gọi rượu mạch và rượu đế vong ưu. An Nặc nhanh chóng một cái thùng gỗ nhỏ tới bên cạnh cự phủ, đặt đồ vật trong tay xuống đất, trên thùng gỗ nhỏ còn có một cái bình thạch anh rượu bên trong là trong suốt, chắc hẳn là rượu đế vong ưu. Đây có phải là rượu mạch và rượu đế mà ngươi nói không? Cự phủ nhìn những thứ an nặc mang tới, không nhịn được liền hỏi. Thùng gỗ này nhỏ hơn thùng rượu mạch bình thường một vòng, hơn nửa rượu đế còn chẳng được đựng trong thùng gỗ, mà đựng trong bình thủy tinh chỉ to bằng lòng bàn tay. Cự phủ có thể xác định, cái này còn không đủ cho hắn ta uống một ngụm. Hơn nữa hắn ta cũng chưa từng nghe nói qua tên loại rượu đế này, chỉ là tò mò muốn thử xem rốt cuộc là có vị gì, bây giờ nhìn qua cũng biết là bình thường không có gì đặc biệt, bộ dạng này chẳng khác gì với. Nước đun sôi. Đúng vậy. An nặc gật đầu, nàng ta không cảm thấy có chỗ nào không ổn. Đây là vật phẩm siêu phàm, tất nhiên là không thể dùng ánh mắt bình thường xem xét. Lạc Xuyên vừa lúc đi dạo tới đây, thuận miệng giải thích. Hơn nữa giá cả chỉ 10 đồng vàng, đã có hiệu quả như vậy, hơn nữa mùi vị cũng không có bất kỳ khuyết điểm nào, cũng chỉ là phân lượng hơi ít một chút mà thôi. Cái này, được rồi, nói vậy cũng đúng. Cự phủ cảm thấy những gì Lạc Xuyên nói cũng đúng, vật phẩm siêu phàm có giá 10 đồng vàng, cũng không tính là rẻ, lại không thể nói là đắt, phải biết rằng những pháp. Trượng cao cấp ngoài kia tùy tiện mua một cái cũng có giá hàng trăm ngàn đồng vàng. Chỉ là không biết hiệu quả cụ thể sẽ như thế nào. Cự phủ tiện tay cầm lấy một bình thủy tinh đựng rượu đế kia, định nếm thử mùi vị. Đều được bán với giá 10 đồng vàng, phân lượng của cái này ít như vậy, chắc là tốt hơn rượu mạch một chút. Rút nút chai ra, mùi hương đặc biệt cũng theo đó mà đập vào mặt. Đây là Trong nháy mắt cự phủ liền mở to hai mắt, mùi rượu nồng đậm thuần hậu, say lòng người, rượu không say người tự say chính là như vậy, cự phủ có thể chắc chắn, đây tuyệt đối là một trong những mùi rượu thơm nhất mà hắn ta từng ngửi thấy. Những người lùng xung quanh cũng ngừng nói chuyện, xôn xao hít hít mũi, cuối cùng nhìn vào bình rượu trong tay cự phủ. Chỉ mùi rượu thôi thì đã như thế, vậy thì mùi vị sẽ thế nào? Có thể là đặc tính của chủng tộc, người lùng tuyệt đối là chủng tộc thích uống rượu nhất cái thành cương thiết này không một ai sánh bằng đối với bọn họ mà nói cơm có thể không ăn nhưng tuyệt đối không thể thiếu rượu cự phủ sống lâu như vậy về cơ bản thì đã nếm qua các loại rượu ở thế giới khoa lạc này cho dù đó là rượu ngon của tinh linh cực bắc hay là rượu hoa đặc sắc của thánh ni á hay là những loại rượu ngon của những nền văn minh đã sớm bị chôn vùi trong băng phôi nhưng bây giờ hắn ta lại có chút chờ mong đối với bình rượu đế trong tay này trút nút chai ra mùi rượu nồng đậm như muốn ngưng tụ thành chất. Cự phủ hít sâu một hơi, đột nhiên uống một ngụm. Cây sọc cổ họng, giống như có ngọn lửa thiêu đốt trong khoang miệng, dù là cự phủ cũng không nhịn được mà ho khan, cũng may người lùng đều có râu rậm, không ai có thể nhìn thấy sắc mặt bây giờ của hắn ta. Như thế nào? Rượu đế không phải là rượu mạch, không thể dùng cách uống rượu giống nhau được. Lạc Xuyên nhắc nhở. Đã nghiền. Không biết cự phủ có nghe được những lời Lạc Xuyên nói hay không, mà cười ha hả một tiếng, cái này còn kích thích hơn rượu mạch trước kia ta uống nhiều, giống như là uống một ngụm lửa vậy. Bây giờ hắn ta còn có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác nóng như lửa đốt trong cổ họng mình dường như đang dần dần mất đi, thay vào đó là cảm giác mát lạnh và ngọt ngào. Tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn nhiều, hình như tất cả cảm xúc tiêu cực đều bị đốt sạch hoàn toàn. Có lẽ đây là ý nghĩa thật sự của cái tên vong ưu. Ông chủ, rượu này là vật phẩm siêu phàm, có phải hiệu quả của nó là làm cho người ta quên đi ưu sầu hay không? Cự phủ lại khẽ nhấp một ngụm, một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt với việc uống một ngụm. Lớn như lúc nãy. Cảm nhận lúc đầu chính là cảm giác cay cay, không ngừng lưu chuyển giữa răng môi, trong nháy mắt liền lặng lẽ tản đi, thay vào đó là cảm giác tươi mát và hơi đắng, mùi vị lâu dài. Cách uống khác nhau có thể thưởng thức được hương vị khác nhau. Lạc xuyên. Thật đáng tiếc, không phải. Nói thật, hắn hoàn toàn không hiểu tại sao cự phủ có thể liên hệ việc quên sầu với hiệu quả của rượu đế với nhau có trời mới biết trong thời gian ngắn ngủi này trong lòng vị trưởng lão người lùng này đã trải qua những hoạt động tâm lý như thế nào vậy là cái gì tự phủ nhíu mày hơn nữa khi cảm nhận biến hóa trong thân thể hình như không có gì khác so với trước khi uống năng lực tương thích năng lượng cũng chính là năng lực cảm giác ma lực tự do trong trời đất và các loại năng lượng khác lạc xuyên giải thích đơn giản năng lực tương thích tự phủ nắm chặt tay là một cường giả siêu phàm cấp bậc truyền kỳ, hắn ta có năng lực cảm giác rất nhạy bén đối với ma lực, nhưng mãi đến khi Lạc Xuyên nhắc thì hắn ta mới phát hiện ra điểm này. So với ngày thường, hình như đúng là ma lực có rõ ràng hơn một chút. Mức độ tăng lên rất ít, gần như có thể không chú ý mà bỏ qua nó. Đây là tăng lên vĩnh viễn, hiệu quả cũng có thể xếp chồng lên nhau. Lạc Xuyên lại thuận miệng bổ sung một câu, điều này khiến cự phủ tiếp tục lâm vào trầm tư vật phẩm siêu phàm ở thế giới khoa lạc trên cơ bản có đủ loại hiệu quả kỳ lạ cổ quái chẳng hạn như tăng tốc độ phóng thích ma pháp trong thời gian ngắn thuấn phát hộ thuẫn ma pháp gì gì đó nhưng loại vật phẩm có thể vĩnh viễn gia tăng thuộc tính nào đó thì hắn ta chưa từng nghe thấy theo cự phủ thì có lẽ cái này đã chạm đến lĩnh vực của các vị thần cẩn thận nghĩ lại thì hình như hai người lạc xuyên và yêu tử yên đều là đột ngột xuất hiện ở thành cương thiết với thân phận là pháp sư tự do lại không hiểu sao mở một cửa hàng siêu phàm với dáng vẻ bề ngoài là một quán rượu như vậy. Cự phủ nghĩ đến những người từ bên ngoài tới, thành cương thiết trong khoảng thời gian gần đây, hắn ta có cảm giác chắc chắn Lạc Xuyên có mối liên hệ với bọn họ. Là cường giả truyền kỳ, đôi khi dự cảm trong bóng tối cũng không đơn thuần chỉ là dự cảm, có lẽ nó đại diện cho một loại thông tin trong thực tế, nguyên lý cụ thể trong đó rất phức tạp, nghe nói còn có pháp. Sư vì thế mà viết luận văn mấy chục vạn chữ cùng thiết lập các loại thí nghiệm để cố gắng chứng minh quá trình này. Về phần kết quả cụ thể cũng không quá quan trọng, cự phủ cũng chỉ nghe nói qua, hắn ta không cảm thấy hứng thú đối với chuyện này. Thế nhưng nếu Lạc Xuyên không nói đến chuyện này, thì cự phủ cũng không hỏi nhiều, có lẽ hắn có suy tính của riêng mình, ngoài ra, không có hại cho thành cương thiết là được rồi. Hơn nữa hắn ta cũng biết ăn nạch, lúc trước hắn ta từng thấy cô nàng tinh linh này làm nhân viên bán hàng ở quán rượu khác. Thân là tinh linh, cảm giác đối với nguy hiểm nhạy cảm hơn các chủng tộc khác nhiều, như vậy xem ra khả năng cao Lạc Xuyên là người tốt. Lạc Xuyên nhịn không được sờ cánh tay, không biết chuyện gì xảy ra bỗng nhiên hắn cảm thấy ớn lạnh không thể giải thích được và hoàn toàn không tìm được nguồn gốc bên kia an nặc đã hoàn toàn lâm vào trạng thái bận rộn đến sức đầu mẻ tráng yêu tử yên cũng dừng công việc thu ngân để đi giúp đỡ cũng cho ta một phần rượu đế vong vong gì gì đó ba loại mỗi loại đều lấy một phần huynh đệ ra ngoài vội vàng không có mang theo tiền có thể cho ta mượn một chút hay không trở về ta trả lại cho ngươi không ngoài dự đoán của lạc xuyên Chuỗi rượu, vong ưu, do quán rượu Lô Thạch ra mắt đã được khách hàng người lùng chào đón nồng nhiệt. Thật ra theo hắn thấy, cho dù là hiệu quả gì cũng chỉ là phụ mà thôi, đối với người lùng thì hương vị tốt là đủ rồi, về phần tăng năng lực tương thích năng lượng chỉ là theo hoa trên gấm mà thôi, dù sao mỗi lần. Cũng chỉ tăng lên có một chút, cần phải tích lũy thời gian dài mới có thể thể hiện ra hiệu quả cụ thể. 10 đồng vàng một bình, giá cả cũng không tính là rẻ. Lấy thêm một bình nữa. Cự phủ vỗ bàn, bình thủy tinh rượu đế vong ưu này còn không to bằng lòng bàn tay của hắn ta chỉ mới uống vài ngụm thì đã thấy đấy vị trưởng lão người lùn này uống còn chưa đã xin lỗi trong quán rượu mỗi ngày mỗi khách hàng chỉ có thể mua một lần chuỗi rượu vong ưu lạc xuyên nói về quy tắc kinh doanh của quán rượu lô thạch còn có quy định này sao cự phủ nhíu mày còn không chờ lạc xuyên giải thích thì hắn ta đã nghĩ ra câu trả lời hợp lý cũng đúng chắc thứ này là do ngươi làm đúng nhỉ số lượng có hạn cũng là bình thường nếu như mỗi người đều uống thoải mái thì chắc chắn không bán được bao lâu. Lạc Xuyên Nói đi cũng phải nói lại, hắn cảm thấy những khách hàng mà hắn gặp đều rất biết cách suy luận. Thế nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất thì hắn cũng đỡ tốn thời gian và công sức để giải thích. Người có hứng thú mở giúp ta mấy gói thẻ không? Cự phủ thuận miệng hỏi, hắn ta có nhận thức rất rõ ràng đối với vận khí xấu của mình. Một trong những niềm vui của Lô Thạch Ngoại trừ phản kích ngược ra, thì còn có một loại khác chính là mở gói thẻ. Lạc Xuyên vừa ăn đồ ăn vặt mà yêu tử yên chuẩn bị vừa nhắc nhở. "Ta biết." Cực phủ gật đầu, lại chợt thở dài, không phải là vận khí của ta không tốt sao, vừa nãy đã mở mấy gói, tất cả đều là thẻ bài bình thường và hiếm, thậm chí ngay cả một cái sử thi cũng không có, nếu trong cửa hàng này của ngươi có vật phẩm siêu phàm làm tăng giá trị may mắn thì hay rồi. Khởi Nguyên Thương Thành thật sự có loại sản phẩm này, cà phê với đủ loại giá cả và mùi vị quả thực có tác dụng là để nâng cao năng lực tương thích với thế giới. Nhưng trước mắt lạc xuyên vẫn chưa có ý định bán nó trong quán rượu lô thạch cự phủ cũng không quan tâm nhiều đến vấn đề này hắn ta uống nốt phần rượu đế còn lại sau khi ở một cái thì bắt đầu một vòng mở gói thẻ mới âm thanh hiếm không bao giờ chấm dứt có lẽ vì trút bỏ những muộn phiền bực bội với trời xanh mây trắng rồi cự phủ xách thùng rượu mạch vong ưu lên mặt bàn mở thùng ra mùi rượu hoàn toàn khác với rượu đế theo đó tản ra hương lúa mạch nhẹ nhàn độc đáo của rượu mạch khiến người ta đặt mình vào cánh đồng thu hoạch bội thu như nhìn thấy những trận sóng lúa mạch màu vàng dưới làn gió nhẹ. Cự phủ ôm lấy thùng rượu, từng ực uống mấy ngụm lớn, rồi mới thở vào nhẹ nhõm, cười ha ha, đã nghiện. Tốt hơn rượu mạch mà ta uống trước đây rất nhiều, đây cũng là do ông chủ tự mình ủ sao. Gần như vậy, dù sao thì cũng không mua được ở chỗ khác. Lạc xuyên vô sĩ ôm hết công lao của hệ thống vào người mình. Có thể là bị ảnh hưởng bởi bầu không khí náo nhiệt của người lùng, rất nhanh Lạc xuyên đã gia nhập đội ngũ mở gói thẻ. Lần này chắc chắn có thể mở ra truyền thuyết. Lạc Xuyên cầm mấy đồng tiền vàng bỏ vào trong thiết bị lô thạch và nói một cách chắc chắn. "Ông chủ, lúc nãy ngươi cũng nói câu này một lần rồi." An Nặc đứng bên cạnh không chút lưu tình nói thẳng, bây giờ đám người lùng đều bị thiết bị lô thạch hấp dẫn, cuối cùng thì nàng ta cũng rảnh rỗi. Lần này khác với lúc nãy, bởi vì ta đã cảm nhận được sự che chở của thần vận mệnh trong bóng tối rồi. Lạc Xuyên kính đáo nhìn Yêu Tử Yên. Yêu Tử Yên vẫn còn đứng ở quầy thu tiền sau khi nhận thấy ánh mắt của lạc xuyên thì khó hiểu mà ngẩng đầu lên nhìn lại mặc dù không hiểu vì sao lạc xuyên nhìn nàng nhưng nàng vẫn mỉm cười ngọt ngào với hắn kết quả mở thẻ của lạc xuyên thật ra không quá hợp lòng người trên cơ bản đều là bình thường và hiếm được đảm bảo tục xưng chính là trời xanh mây trắng kéo một gói thẻ đến khu vực rảnh trong bộ sưu tập của lạc xuyên lại có thêm bốn tấm bình thường và một tấm hiếm dựa theo xác suất hệ thống đưa ra thì khả năng mở được sử thi và truyền thuyết thật ra cũng không tính là thấp, nhưng thực tế lại thấp đến mức đáng thương, là do xác suất không chồng lên nhau sao? Có nghĩa, là xác suất của truyền thuyết là 5% thì vĩnh viễn đều là 5%, sẽ không bởi vì túi 19 không có gì thì gói 20 chắc chắn sẽ ra cam. Mặc dù vậy, Lạc Xuyên cũng không có ý định bổ sung cơ chế đảm bảo màu cam. Xác suất thấp một chút cũng tốt, ít nhất như vậy có thể đảm bảo giá trị thẻ bài, huống hồ thẻ bài của Lô Thạch cũng không chỉ là thẻ bài mà còn là một vật dẫn để thi pháp mỗi thẻ bài đều đại diện cho một phép thuật chỉ cần rót ma lực vào là có thể giải phóng ma pháp trong nháy mắt theo sau mỗi thẻ bài đều đại biểu cho một đồng bọn chiến đấu mà chỉ cần dùng ma lực là có thể triệu hồi ra còn cường độ ảnh hưởng thì chỉ dựa vào cường độ tinh thần lực và lượng ma lực lưu trữ của người sử dụng lạc suy nhấn ở mặt bàn kéo gói thẻ đến khu vực rảnh của trung tâm sau khi hiệu ứng ánh sáng được mở ra thì lần lượt nhấp vào năm ảo ảnh thẻ bài hiện lên hiếm sử thi ánh sáng màu tím bí ẩn lóe lên diện mạo thật sự của thẻ bài đó cũng hiện ra là kết giới băng của nghề nghiệp pháp sư an nặc ngạc nhiên hét lên thành tiếng chắc đây là một trong những thẻ bài mạnh nhất trong nghề pháp sư thuộc loại huyền bí đủ để ngăn cản một lần sát thương trí mạng tất nhiên khi được sử dụng trong thực tế nó giống như một phép thuật kết giới chắc chắn rất khó để làm được trong trò chơi xem ra may mắn vẫn còn đảm bảo lạc xuyên cảm thấy có lẽ là được thần vận mệnh chiếu cố chính là nụ cười vừa rồi của yêu tử yên với hắn. Cự phủ yên lặng một lúc, đột nhiên mở miệng nói, "Ông chủ, ta ra 100 đồng vàng, ngươi nhường cái kết giới băng này lại cho ta được không?" Có thể là do lúc trước bị yêu tử yên dùng nghề pháp sư để hành hạ rất lâu, nên cự phủ cũng muốn thành lập một tổ thể bài loại pháp sư. Còn chuyện hắn ta cần mở gói thẻ để thu thập thẻ bài, hắn ta cảm thấy, độ khó ở phương diện này cũng không phải là khó một cách bình thường, chút tự hiểu lấy mình này thì cự phủ vẫn có hơn nửa lúc trước lạc xuyên cũng từng nói mỗi người đều có thể trao đổi với người khác thẻ bài mình thu thập được cự phủ cho rằng hắn ta sử dụng tiền vàng để mua là hành vi được quy định cho phép đối với việc cự phủ có thể nhanh chóng hiểu được đạo lý này như vậy lạc xuyên cảm thấy rất vui mừng có thể dù sao thì ta cũng đã có hai tấm thẻ loại hình này rồi lúc cự phủ tới đây cũng đã chuẩn bị đầy đủ trên người hắn ta mang theo rất nhiều đồng vàng cùng với tiền giấy tiết kiệm do ngân hàng phát hành hắn ta là mang theo giác ngộ rằng bản thân phải tạo thành một bộ thẻ hoàn chỉnh mà đến. Cái này kiếm được 100 đồng vàng. An Nặc ngơ ngác nhìn cự phủ vui vẻ dùng 100 đồng vàng để trao đổi lấy một thẻ bài cấp bậc sử thi, nàng ta còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc tình huống này là như thế nào. Mấy ngày nay ở quán rượu Lô Thạch, nàng ta cũng gần như hiểu được cách thức hoạt động của thiết bị Lô Thạch, nói một cách đơn giản thì chính là một thiết bị siêu phàm siêu cấp phức tạp, còn những thẻ bài. Khi nói thẳng ra thì cùng lắm cũng chỉ là một ít số liệu hư cấu mà thôi. Được rồi, cũng không đơn thuần chỉ là số liệu, mỗi thẻ bài đều có thể dùng làm vật phẩm triệu hồi ở hiện thực đối với ngươi mà nói những thẻ bài này cùng lắm chỉ là thứ có cũng được mà không có cũng được không đáng tốn nhiều tiền như vậy để đi mua nhưng trong mắt những người chơi khác thì cái này là hoàn toàn xứng đáng lạc xuyên giảng giải khái niệm trò chơi cái này tương tự với nguyên tinh thạch người lùng đào ra từ lòng đất trong mắt người lùng đó chỉ là những tảng đá có năng lực tương thích khá cao đối với ma lực mà thôi dưới lòng đất muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu nhưng trong mắt cường giả siêu phàm những thứ đó đều là nguyên liệu thi pháp quý giá và hiếm có, một viên đá bất kỳ nào cũng có thể có giá trị hơn 1.000 đồng vàng, rất đắt đỏ. Huống hồ lô thạch cũng không chỉ là một trò chơi thẻ bài, những thẻ bài mua được kia cũng không phải chỉ là số liệt tại trong thiết bị chơi game đơn thuần, mà cũng là vật phẩm ma pháp có thể tác dụng. Trong hiện thực, đối với khách hàng mà nói, nó thuộc loại hình ma pháp triệu hồi đặc biệt cần tiêu tiền để mua. Nghĩ như vậy thì có vẻ như giá cả cũng rất hợp lý an nạc đâm chiêu gật đầu a à. hình như ta hiểu ông chủ muốn nói gì rồi lạc xuyên đánh giá cô nàng tinh linh giống như phát hiện ra chỗ nào đó kỳ lạ an nạc ta có chuyện muốn hỏi ngươi một chút hả có chuyện gì vậy an nạc tò mò quay đầu lại nhìn tóc của ngươi có phải phai màu rồi không lạc xuyên chỉ vào sợi tóc màu vàng của an nạc vừa rồi hắn chú ý tới hình như đuôi tóc của cô nàng có chút màu trắng của tuyết cái này nha An Nặc lấy một sợi tóc buông xuống trước ngực đến trước mặt để kiểm tra, lúc này đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nàng ta khẽ mỉm cười, đây chính là bí mật của con gái nha, sau này nếu có cơ hội thì sẽ cho ngươi biết. Được rồi, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút. Thái độ của Lạc Xuyên rất thản nhiên, giống như hắn chỉ có chút tò mò mà thôi. Sự thật chứng minh, yêu thích đối với rượu của người lùng không chỉ là lời đồn. Mới chỉ được một lúc thôi, quán rượu vốn vẫn còn thoang thoảng mùi gỗ và hương hoa đã bị mùi rượu nồng nặc lấn át hình như chỗ nào có người lùng đều giống như vậy cũng may lạc xuyên có chuẩn bị tâm lý cho việc này chỉ là có chút cảm giác không thích ứng mà thôi suy nghĩ một chút hắn vẫn không nhận được mà triệu hồi hệ thống hệ thống ngươi có ở đây không ta có việc tìm ngươi chuyện gì hệ thống luôn có thể trả lời ngay lập tức nói thật lạc xuyên sớm đã quen với những ngày như vậy nếu một ngày nào đó hệ thống biến mất thì có lẽ rất lâu hắn mới có thể thích ứng được ngươi có cảm thấy chất lượng không khí trong quán rượu có chút không tốt cần cải thiện một chút hay không? Lạc Xuyên Nguyễn chuyển đưa ra yêu cầu của mình. Hệ thống im lặng trong vài giây, ông chủ trước đây ngươi đã nói, không cần hệ thống can thiệp quá nhiều vào việc quản lý quán rượu. Trước kia là trước kia, bây giờ ta đã thay đổi quyết định. Lạc Xuyên nói lời đương nhiên. Cũng giống như nội quy của khởi nguyên thương thành thỉnh thoảng cũng sẽ thay đổi theo thời gian, việc hắn thay đổi những lời nói trước đây cũng là chuyện hợp lý. Ý chí của ngươi. Có thể là hệ thống đối có chút bất lực đối với Lạc Xuyên, nhưng vẫn đưa ra phản ứng chính xác. Hệ thống liên quan sẽ được tải vào ngày mai, ông chủ có yêu cầu nào khác không? Khi làm việc hệ thống luôn chú ý đến hiệu quả, Lạc Xuyên có việc gì thì tốt nhất nên nói hết một lần. Không còn nữa. Lạc Xuyên suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm một câu, sau này nếu có thì sẽ nói cho ngươi biết. Hệ thống không có phản hồi, có lẽ là đã vào trạng thái lặng. Cuộc nói chuyện với hệ thống được thực hiện trong ý thức, cũng không mất nhiều thời gian, khi Lạc Xuyên hoàng hồn tỉnh táo lại, thì bên tai vẫn là tiếng la hét của đám người lùng, có vẻ như bọn họ đã tìm ra niềm. Vui của việc rút thẻ, hơn nữa còn đổi đồng vàng của mình thành gói thẻ không biết mệt. Nếu như đó là thời điểm lúc mới bắt đầu kinh doanh, thì có lẽ Lạc Xuyên sẽ rất kích động đối với việc này. Đây đều là đồng vàng, vô số đồng vàng. Nhưng bây giờ, có lẽ là đã trải qua nhiều kinh nghiệm, hắn cũng dần dần ít quan tâm đến những vật ngoài thân hơn, đa số chỉ cười cho qua. Wow! Truyền thuyết! bỗng nhiên thiết bị lô thạch phát ra ánh sáng màu vàng chói lọi, kèm theo đó là tiếng thán phục. Lần đầu tiên trong quán rượu yên tĩnh được một lúc, sau đó đám người lùng lập tức bộc phát ra những tiếng ồn ào giống như muốn lật tung mái nhà lên vậy, tất cả nhau nhau tập trung lại đó. Thẻ bài truyền thuyết, sao lại may mắn đến vậy? Thẻ truyền thuyết nào thế? Cái tên bố sâm nhà ngươi có phải là thờ phụng nữ thần may mắn không đấy? Mở mấy gói giúp ta, lần nào cũng là bình thường và hiếm ta đã chịu đủ rồi. Tiếng ồn ào của đám người lùng vang vọng bên tai, cho dù truyền thuyết không phải là của mình thì biểu hiện của bọn họ cũng rất kích động, có lẽ bọn họ vốn dĩ là một chủng tộc như vậy. Cũng có người lùng bắt đầu thử thành lập tổ thể của mình để đấu với những người lùng khác, họ tiếp tục mò mẫm tìm hiểu các quy tắc của lô thạch, tin rằng rất nhanh sẽ quen thuộc với nó. Trước đó cự phủ chỉ ở bên cạnh nhìn yêu tử yên và lạc xuyên chơi mấy ván đã hiểu được đại khái về cách chơi cụ thể của lô thạch. Có lẽ chủng tộc người lùng này trời sinh đã có thiên phú siêu phàm ở phương diện lô thạch. Tuần tra trong cửa hàng. Được rồi, thật ra chính là đi dạo một vòng lạc xuyên lại đi tới vị trí quầy quán rượu làm ăn rất tốt đây là mới ngày kinh doanh thứ hai yêu tử yên mỉm cười nói đúng vậy tốt hơn so với khởi nguyên thương thành lúc đó rất nhiều lạc xuyên gật đầu lúc ấy khởi nguyên thương thành bắt đầu chính thức kinh doanh mất thời gian hơn bây giờ nhiều bởi vậy có thể thấy được vị trí địa lý đối với một cửa hàng là yếu tố quan trọng đến cỡ nào tất nhiên may mắn cũng rất quan trọng lần này chắc chắn là được thần vận mệnh che chở cho nên mọi thứ mới có thể tiến hành thuận lợi như thế, về phần thần vận mệnh thì bây giờ đang ngồi nói chuyện phím với hắn. Lạc xuyên, ta luôn cảm thấy hình như ngươi lại đang suy nghĩ đến những chuyện kỳ lạ. Yêu tử yên nhìn chầm chầm vào lạc xuyên, nàng không nhịn được nói nhỏ. Không có. Lạc xuyên cũng không thừa nhận, tiện tay bưng một chén trà hoa mà yêu tử yên vừa rót lên, uống từng ngụm nhỏ. Hương hoa tươi mát ấm áp theo nước trà động lại quanh đầu lưỡi, rồi từ từ chảy xuống trong khoang miệng, đầu óc có chút mơ màng vì mùi rượu nồng đậm cũng trở nên tỉnh táo hơn lạc xuyên khi nào ngươi chuẩn bị cung cấp ba loại rượu trong chuỗi rượu vong ưu kia ở khởi nguyên thương thành yêu tử yên cũng rót cho mình một chén trà hoa rồi nhẹ nhàng thổi rất nhiều khách hàng đều đang nói chuyện này với ta chờ hai loại sản phẩm mới khác mà trước đó ngươi đã nói là sẽ ra mắt lúc đó chính miệng lạc xuyên đã nói qua sẽ cho ra ba loại sản phẩm mới trước mắt mới chỉ có cấu trúc thế giới giả tưởng hai cái còn lại thậm chí ngay cả cái bóng cũng không có Bây giờ có rất nhiều khách đều có thái độ bi quan đối với việc này, đoán già đoán non xem có phải ông chủ nào đó lại nuốt lời hay không, dù sao thì chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên, bọn họ đã có kinh. Nghiệm vô cùng phong phú, trước đó đã nói muốn viết tiểu thuyết không biết bao nhiêu lần, cuối cùng tất cả đều không được giải quyết. Gần đây mỗi ngày yêu tử yên đều nhận được rất nhiều tin nhắn từ khách hàng gửi đến trên điện thoại di động ma huyễn, nội dung trong đó đại khái có thể tóm tắt là ba sản phẩm mới mà ông chủ nói trước đó. Khi nào cho ra mắt, hai món còn lại có phải sắp bị lãng quên không, ngươi và ông chủ đi đâu thế bao giờ quay lại? Yêu tử yên cảm thấy câu hỏi cuối cùng là vì tò mò mà thôi, sau khi hỏi hai câu trước xong thì thuận miệng hỏi một tiếng. Nói tóm lại, sản phẩm mới chiếm một vị trí không thể thay thế trong lòng khách hàng, lạc xuyên vô cớ biến mất lâu như vậy mà sản phẩm mới vẫn không có động tĩnh, khiến không ít khách hàng đều không ngồi. Yên một chỗ được nữa rồi. Sản phẩm mới là những khách hàng khác bảo ngươi hỏi ta sao? Lạc xuyên nhàn nhã uống một ngụm trà nóng. Đúng vậy, mọi người không liên lạc được với ngươi nên chỉ có thể gửi tin nhắn cho ta thôi. Yêu tử yên nói đến phong cách làm việc không chịu trách nhiệm của ông chủ nào đó. Như vậy à, Lạc Xuyên hình như thực sự chưa bao giờ trả lời mấy tin nhắn của khách hàng, chủ yếu là vì quá nhiều nên không đọc hết được, vì thế hắn nghiêm túc suy nghĩ 1.5 giây, sau đó liền vứt chuyện này ra. Sau đầu, vậy thì ngày mai đi, sáng ngày mai khởi nguyên thương thành cũng cho lên kệ sản phẩm mới trong chuỗi rượu vong ưu. Qua. Yêu tử yên kinh ngạc hô một tiếng. Lại làm sao nữa? Lạc Xuyên ném một viên kẹo vào trong miệng, hình như từ nãy đến giờ miệng hắn chưa từng ngừng hoạt động. Ta còn tưởng Lạc Xuyên ngươi sẽ nói mấy câu như qua một thời gian nữa. Yêu Tử Yên vừa nói vừa dịch sang bên cạnh một chút, hẳn là cảm giác được Lạc Xuyên sẽ làm gì đó khi nàng nói những lời này. Có điều sự thật chứng minh, chuyện này chỉ tốn công vô ích. Lạc Xuyên tiện tay đè lên đầu cô nương này, thành công thu được một cái trợn mắt, lúc này hắn mới nhấn mạnh, không thể dùng ánh mắt vốn có để đánh giá người khác như vậy không thích hợp được rồi được rồi ta biết rồi yêu tử yên dùng lực hất bàn tay lạc xuyên ra vậy lô thạch thì sao lúc nào mới ra mắt cho khách hàng của khởi nguyên thương thành lạc xuyên tùy tiện kéo một cái ghế đến ngồi đưa cái chén không cho yêu tử yên nàng đón lấy giúp hắn rót thêm trà vào đợi sau khi có thêm khách hàng phát hiện ra quán rượu của chúng ta rồi lại nói lạc xuyên đã lập xong kế hoạch nếu vẫn không có khách hàng nào phát hiện thì sao yêu tử yên nhịn không được hỏi diện tích của thành cương thiết có lẽ còn lớn hơn nhiều thành cửu diệu, đấy là còn chưa tính thế giới dưới lòng đất, mỗi một loại chủng tộc tụ tập ở đây, diễn sinh ra phong cách văn hóa hoàn toàn khác A Lan. Lớn hơn đô thị lớn hiện đại của Hoa Hạ trong ký ức Lạc Xuyên không biết bao nhiêu lần. Còn về mấy khách hàng của khởi nguyên thương thành, cho dù mỗi ngày thiết bị thực tế ảo đều được sử dụng hết thì nhiều nhất cũng không quá một vạn khách hàng, hơn nữa không phải tất cả mọi người đều. Thích chế độ giải trí, cho dù chọn chế độ giải trí thì không phải tất cả đều sẽ đến thành cương thiết dưới những tiền đề này những khách hàng đến thành cương thiết cũng giống như suối chảy vào hồ trên cơ bản thì không tạo thành chút bọt nước nào dù sao thì theo như ước tính của yêu tử yên trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không có khách hàng phát hiện ra quán rượu lô thạch đương nhiên đây chỉ là thời gian ngắn theo như tình hình trước mắt loại trò chơi bài như truyền thuyết lô thạch này rất nhanh sẽ phát triển rộng rãi trong quần thể người lùng sau đó dần dần ảnh hưởng đến toàn bộ thành cương thiết suy cho cùng thì lô thạch mà quán rượu lô thạch đưa ra không phải trò chơi thẻ bài đơn thuần chắc chắn sẽ gợi lên sóng to gió lớn trong tầng lớp người siêu phàm ngoại trừ điều này còn có chuỗi rượu vong ưu hiệu quả tăng vĩnh viễn năng lực tương thích với năng lượng là một thuộc tính rất quan trọng đối với pháp sư hoặc những người siêu phàm cần hao phí ma lực không có thì không có thuận theo tự nhiên là được rồi lạc xuyên tùy tiện nói theo như kế hoạch của hắn lô thạch và rượu chỉ là bước đầu tiên sau đó lại lần lượt tái bản sản phẩm của khởi nguyên thương thành đến lô thạch còn có phim điện ảnh cũng phải dần dần đưa vào danh sách bắt đầu từ đây tiến hành một hồi xâm lấn văn hóa từ thế giới huyễn huyền sang thế giới ma huyễn. Nói đến điện ảnh, cũng không biết 5cm trên dây của Shinkai Makoto đã quay đến đâu rồi. Phiên bản 5cm một giây mới với hai nữ chính chắc chắn rất hay, phù hợp với sở thích của Lạc Xuyên, hắn rất chờ đợi điều này. Cuộc thảo luận liên quan đến sản phẩm mới của khởi nguyên thương thành tạm thời kết thúc, theo Lạc Xuyên thì không cần thiết phải quan tâm quá nhiều, thuận theo tự nhiên là được, hơn nữa hắn cũng rất chờ đợi phản ứng của khách hàng sau khi phát hiện ra quán rượu lô thạch có lẽ trên điện thoại di động ma huyễn còn xuất hiện tin tức liên quan hắn còn nghĩ xong cả tiêu đề rồi liên quan đến chuyện sau khi ông chủ và nhân viên vô cớ rời tiệm thì bị khách hàng phát hiện ra trong thế giới trò chơi của cửa hàng lại mở thêm một cửa hàng khác có lẽ trong đó còn có thể thêm vài nguyên tố lồng ghép giống như khách hàng của khởi nguyên thương thành thông qua thiết bị thực tế ảo đến quán rượu lô thạch ở thế giới khoa lạc rồi lại thông qua thiết bị thực tế ảo mà tương lai lạc xuyên bố trí ở quán rượu lô thạch quay về khởi nguyên thương thành ở thiên lang đại lục sau đó lại thông qua thiết bị thực tế ảo của khởi nguyên thương thành để đến thế giới khoa lạc cụ đi xa rồi nói tóm lại chuyện kinh doanh của quán rượu lô thạch ngày hôm sau đã nhanh chóng tiến vào quỹ đạo điều này đương nhiên vượt khỏi dự kiến của lạc xuyên có điều tiếp nhận cũng không khó khăn có kinh nghiệm ở khởi nguyên thương thành cộng thêm trợ thủ đắc lực là an nặc tất cả đều ở trong trạng thái phát triển ổn định khởi nguyên thương thành. Tiếng ồn ào náo nhiệt vẫn như thường lệ, mặt tường và kệ đồ làm bằng kim loại và tinh thạch giống như mặt gương phản chiếu khách hàng ra ra vào vào cửa hàng, so với thời gian trước, bầu không khí náo nhiệt. Ồn ào đã tan đi không ít, đương nhiên điều này không nói lên là khách hàng ít đi, chỉ là mọi người đều đã đến mấy khu vực sử dụng thiết bị thực tế ảo mới mở trong không gian mua bán vũ khí thôi. Có khách hàng thích náo nhiệt, nhưng hầu hết khách hàng đều không thích xếp hàng đợi. Ba ngày rồi nhỉ, cách lúc ông chủ rời đi đã ba ngày rồi, vẫn chưa gửi tin tức cho muội sao? Một tay thanh viên chống cầm, một tay cầm điện thoại di động ma huyễn quay một vòng, hỏi yêu tử nguyệt ở bên. Cạnh. Vẫn chưa. Yêu tử nguyệt ăn khoai tây chiên. Sau khi thích ứng một thời gian, nàng ta gần như đã quen với cuộc sống kinh doanh mỗi ngày của khởi nguyên thương thành. Được rồi, thực ra cũng không có gì quen thuộc cả, không khác với bình thường khi nàng ta tới cửa hàng mấy, lúc khách hàng có vấn đề thì giúp giải quyết, không có chuyện gì thì xem điện thoại di động ma. Huyễn, chơi bài gì đó, sản phẩm trong cửa hàng cũng được ăn miễn phí, tuân theo nguyên tắc không miễn phí thì không ăn, trên cơ bản thì miệng nàng ta chưa từng dừng lại. vậy khi nào bọn họ quay lại? thanh viên tiếp tục hỏi. yêu tử nguyệt không nhịn được mà thở dài, thanh viên tỷ, đây là lần thứ năm trong ngày tỷ hỏi câu này rồi, khi nào bọn họ nên quay về thì sẽ quay về, tỷ ở đây hỏi muội cũng vô ích, không phải ta đang tò mò sao? thanh viên ngược lại không có chút ngượng ngùng nào, trước kia ông chủ đã từng nói muốn cho ra mắt ba loại sản phẩm mới trong một lần, muội nói xem liệu có giống như trong mấy tiểu thuyết trước kia vô cớ biến mất không? không biết nha. yêu tử nguyệt lắc đầu. đối với hành vi cô cớ rời đi còn không truyền ra bất kỳ tin tức nào của ông chủ nào đó, các khách hàng đều có thái độ rất bi quan với hai loại sản phẩm mới sắp ra mắt, có lẽ đã coi đó là series cuộc đời. sau khi qua loa đáp lại vài câu với thanh viên, yêu tử nguyệt đứng dậy vứt vỏ khoai tây chiên vào thùng rác, sau đó ngồi lại chỗ cũ rồi lấy điện thoại di động ma huyễn ra thành phố tinh linh của Tống Thu Ảnh đã cập nhật chương mới nhất. Yêu tử Nguyệt đã để dành cái này từ rất lâu, chính là để xem hết một lần cho đã, suy cho cùng thì mỗi ngày cập nhật 2-3 chương thực sự không đủ đọc, còn chưa cảm nhận được bao nhiêu đã kết thúc rồi. Bạn nhận được một tin nhắn từ tỷ tỷ đại nhân. Trên màn hình đột nhiên nhảy ra thông báo tin nhắn, yêu tử Nguyệt tiện tay nhấn mở, nhìn thấy nội dung tin nhắn thì không khỏi hơi ngẩn người. Sao thế? Thanh viên chống cầm tiện miệng hỏi tỷ tỷ nói ngày mai khởi nguyên thương thành sẽ cho lên kệ sản phẩm mới yêu tử nguyệt vô thức trả lời hả thanh viên cũng ngẩn ra một lúc còn chưa phản ứng lại ý tứ trong lời nói của yêu tử nguyệt sau đó đột nhiên trừng to mắt trực tiếp sáp lại gần đâu 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 để ta xem đã nói với muội những gì sản phẩm mới cụ thể là cái gì tu vi vấn đạo và tu vi tôn giả có khác biệt rất lớn trong chớp mắt điện thoại di động ma huyển của yêu tử nguyệt đã xuất hiện trong tay thanh viên cụ thể thì không nói cho muội chỉ giống như muội nói là sắp cho lên kệ sản phẩm mới thôi. yêu tử nguyệt đã sớm quen với chuyện này, tùy tiện giải thích. cái gì chứ, ta cảm thấy đây là tử yên học từ ông chủ, cứ thừa nước đục thả câu trong mấy chuyện quan trọng. thanh viên có chút tức giận trả điện thoại di động ma huyễn lại cho yêu tử nguyệt, muội nói xem. ông chủ sẽ lấy ra sản phẩm mới như thế nào? là loại thế nào? sao muội biết được? yêu tử nguyệt lắc đầu, sản phẩm mới ra mắt của khởi nguyên thương thành lần nào cũng nằm ngoài dự liệu của mọi người không ai biết được ông chủ suy nghĩ gì trong lòng khách hàng phong cách làm việc và tính cách cá nhân của lạc xuyên hoàn toàn có thể hình dung bằng từ tùy theo ý thích nói một cách đơn giản thì là nghĩ gì làm đó không có kế hoạch với bất kỳ chuyện gì đương nhiên rồi cũng có thể tất cả mọi chuyện đều ở trong kế hoạch suy cho cùng thì ông chủ là sự tồn tại tối cao có thể sánh ngang hoặc vượt lên trên thần linh suy nghĩ trong lòng không phải thứ khách hàng có thể đoán được được rồi nói cũng phải thanh viên thở dài đứng dậy thanh duyên tỉ định đi đâu thế yêu tử nguyệt lại xé một túi khoai tây chiên khác ra ăn thế giới giả tưởng thanh duyên lười biến duỗi eo ta vẫn không tin những thứ viết trong đét nốt thực sự không thể thay đổi yêu tử nguyệt vậy chúc tỷ chơi vui vẻ bởi vì một vài nguyên nhân khác nhau thanh viên đã thành công chống đối với đét nốt trong thế giới giả tưởng nói đơn giản chính là nàng ta không tin vào tác dụng của đét nốt vì thế đã lưu trữ đi lưu trữ lại mấy lần không sai trong thế giới giả tưởng khách hàng có thể sử dụng tính năng lưu trữ. Đương nhiên, đây chỉ là tính năng mà chế độ đơn giản hoặc bình thường mới có thể dùng, còn về mấy độ khó như khó, ác mộng, thì không có mấy tính năng phụ trợ giúp ích cho khách hàng như này nữa. Yêu tử Nguyệt lười biến duỗi eo, nhìn thanh viên rời đi, tiếp tục hưởng thụ mùi vị thơm ngon của khoai tây chiên. Đợi đến chạng vạn khi việc kinh doanh kết thúc, Yêu tử Nguyệt gọi tất cả những người làm việc hoặc giúp đỡ ở khởi nguyên thương thành đến. Tử Nguyệt tìm chúng ta rốt cuộc là muốn làm gì? thần bí như vậy. Vũ Vi cảm thấy bản thân cũng đã trở thành một nửa nhân viên của khởi nguyên thương thành. Thanh viên đã sớm biết được tin tức, chỉ ôm cánh tay lẳng lặng ngồi một bên. Còn về Elena, nàng ta vẫn cuộn mình thành một đống như bình thường, nửa thân trên nằm trên cái đuôi, ánh sáng dịu dàng trong cửa hàng chiếu vào vẫy cá phát ra ánh sáng lấp lánh, tâm tình dần trở nên yên. Tỉnh, cơ thể cũng bắt đầu xẹp xuống một chút. Tuyên bố một chuyện. Yêu tử Nguyệt gõ ngón tay lên mặt bàn, ông chủ đã nói, ngày mai sẽ cho sản phẩm mới lên kệ ở khởi nguyên thương thành đầu tiên là yên tĩnh vài giây mấy tiếng kinh hô gần như vang lên cùng một lúc ngoại trừ mấy người thanh viên cố vân hy và vài vị khách cũng đang ở trong cửa hàng họ tình nguyện tới giúp đỡ nói trắng ra là học viện nghỉ lễ buồn chán đến mức vô vị nên mới tìm chút chuyện để làm dựa theo cải cách giảng dạy trước mắt của bốn học viện lớn mỗi năm học cần phải có điểm số cơ bản mới có thể đạt trạng thái qua môn vì thế tới khởi nguyên thương thành hoàn toàn là một mũi tên trúng hai Elena lập tức thoát khỏi quá trình biến thành quái bùng, toàn bộ thân cá giật thoát tỉnh lại ngay lập tức, dựng nửa thân trên lên tiếng đến trước mặt yêu tử nguyệt, điều ngươi nói là thật sao? Ông chủ lại cho ra. Mắt sản phẩm mới rồi. Ta sẽ lừa các ngươi sao? Yêu tử nguyệt hơi dịch sang bên cạnh hai bước, hơn nữa ngươi đừng đột một tiếng lại gần như vậy, quá có sức ép rồi. Hải yêu trong hình thái trắng biển có thể hình lớn hơn người bình thường nhiều, đứng nửa người có thể đạt tới độ cao 2 mét là chuyện dễ dàng, chớ đừng nói đến việc yêu tử nguyệt còn đang ngồi, sức ép mà. Elena mang tới quá ghê gớm. Thế nên sản phẩm mới rốt cuộc là gì? Thứ cố vân hy quan tâm nhất vẫn là sản phẩm mới. Không biết. Yêu tử Nguyệt lắc đầu, tỷ tỷ chỉ nói với ta là sẽ cho lên kệ sản phẩm mới, những cái khác thì hoàn toàn không nói. Vậy nàng ấy và ông chủ có quay về khởi nguyên thương thành không? Giang vãn thường tiếp tục hỏi. Theo như suy đoán của ta, có lẽ là sẽ không quay về. Yêu tử Nguyệt xua xua tay, thái độ rất tùy tiện, có điều có quay về hay không cũng không sao, dù sao thì chỉ cần khởi nguyên thương thành cho sản phẩm mới lên kệ là đủ rồi. Ừm. Hình như cũng đúng. Giang Vãn Thường khẽ gật đầu, không thể không nói lời của Yêu Tử Nguyệt rất có đạo lý. Khách hàng đến khởi nguyên thương thành là vì cái gì? Là vì gặp Lạc Xuyên và Yêu Tử Yên sao? Đương nhiên không phải, mọi người đều tới vì các loại sản phẩm mới lạ của khởi nguyên thương thành, chỉ cần bỏ linh tinh mua được sản phẩm yêu thích là đủ rồi còn về việc ông chủ có mặt ở cửa hàng hay không thì không quan trọng. Nhân tiện mọi người định ăn tối ở đâu. Yêu tử Nguyệt đứng dậy, không bằng trực tiếp chuẩn bị ở phòng bếp trên lầu, bên trong còn có rất nhiều nguyên liệu, vừa hay chúc mừng một chút. Như vậy không ổn lắm thì phải. Thanh Diên khẽ nhíu mày, nhìn có chút do dự. Theo nàng ta thấy, cho dù quan hệ của bản thân với yêu tử yên không tệ, nhưng còn lâu mới tới mức có thể thích làm gì ở khởi nguyên thương thành thì làm. Không sao đâu yêu tử nguyệt mỉm cười đoán ra được suy nghĩ trong lòng thanh diên muội đã nói với tỷ tỷ chuyện này rồi tỷ ấy và ông chủ đều đã đồng ý nếu không muội đưa ra đề nghị với mọi người làm gì nói ra ta còn chưa từng đến phòng bếp của khởi nguyên thương thành vãn thường đi thôi qua đó xem thử cố vân hy rất tò mò với chuyện này trực tiếp kéo giang vãn thường đi theo yêu tử nguyệt yêu tử nguyệt đã nói như vậy rồi nếu tiếp tục từ chối thì có chút không thích hợp lắm mấy người liền cùng đi lên lầu hai suy cho cùng đối với bọn họ mà nói khu vực lầu trên của khởi nguyên thương thành vẫn luôn là một danh từ thần bí sự thật chứng minh việc nấu ăn này chủ yếu vẫn là dựa vào thiên phú đối với một số người mà nói cho dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng không thể thay đổi được thuộc tính nấu ăn dở tệ đã vậy lại còn ngứa tay muốn thử một vài món ăn lòe loẹt cùng với vài vụ nổ kỳ lạ và nhiễu loạn năng lượng cuối cùng bữa tối cũng chuẩn bị xong một cách khá trắc trở cũng may là đồ vật ở khởi nguyên thương thành đều bền và chắc chắn nếu đổi thành phòng bếp bình thường sợ rằng đã biến thành một đống đổ nát rồi ta cảm thấy đây là một quyết định sai lầm thanh diên kéo vũ vi nhỏ giọng nói được rồi ta cũng cảm thấy như vậy vũ vi nhìn yêu tử nguyệt và elena đang so tài xem ai thành thạo ma pháp tạo ra ngọn lửa hơn lông mày không khỏi nhếch lên vài lần hai người các ngươi đừng tiếp tục náo loạn nữa người bình thường nấu ăn ai lại dùng những thứ này trên đây chỉ là những tình tiết nhỏ xảy ra trong khởi nguyên thương thành Mặc dù đã biết thông tin sản phẩm mới sẽ lên kệ vào ngày mai, nhưng tạm thời Yêu Tử Nguyệt vẫn chưa có ý định tiết lộ chuyện này cho khách hàng, theo ý của nàng là cho mọi người một bất ngờ ngoài mong. Đợi. Như vậy có lẽ rất có phong cách của ông chủ. Màn đêm đã đến, những vì sao được điểm xuyết trên bầu trời đêm đen như mực, trăng sáng trên bầu trời cao thả xuống ánh trăng mát lạnh như nước. Thành Cửu Diệu vẫn rực rỡ ánh đèn, ánh sáng lưu chuyển chiếu sáng những con đường đang xen vào nhau đối với rất nhiều cư dân mà nói thì ban đêm mới là thời gian đặc sắc nhất trong ngày, thưởng thức ẩm. Thực là một trong những thú vui lớn nhất trong cuộc đời, cũng có dân chúng ngắm sao ngắm trăng ở bờ sông, khi hứng thú sẽ ngâm thơ đối sách, say trong rượu ngon. Hôm sau, sáng tinh mơ. Hoàng hôn màu xanh như mực vẫn chưa rút đi hoàn toàn, trên không trung vẫn còn treo lơ lửng vài ngôi sao mờ ảo, phía chân trời thêm một màu đỏ rực, có lẽ là thời tiết đẹp. Hắc xì. Cùng với làn gió nhẹ mát mẻ, yêu tử nguyệt không khỏi hắt xì một cái, đưa tay xoa xoa cánh tay, sáng tinh mơ thời tiết có chút lạnh. Nghe nói nhiệt độ buổi sáng tương đối thấp. Thanh Duyên nhìn nàng, lên tiếng nhắc nhở. Lại nói lúc hai người vừa gặp nhau, yêu tử Nguyệt vẫn là một tiểu nha đầu chỉ cao đến hông nàng ta, trong nháy mắt đã lớn như vậy rồi, cũng xem như là nhìn nàng trưởng thành. Biết rồi biết rồi. Yêu tử Nguyệt đáp lời liên tục, ta đã là vấn đạo, sẽ không bị bệnh. Vừa nói nàng vừa mở cánh cửa đóng chặt của khởi nguyên thương thành. Những tháng giữa hè đã trôi qua hơn nữa, nhiệt độ nóng bức ban đầu cũng bắt đầu dần dần giảm xuống bây giờ về cơ bản xem như là thời tiết giao mùa giữa tháng thu lạnh giá và những tháng giữa mùa hè sau đó trong nháy mắt lại là tháng mùa đông lạnh giá thời gian một năm cứ vội vã trôi qua như vậy trong lòng thanh viên có đủ loại suy nghĩ nàng ta đến đây đã hơn một năm rồi thời gian luôn vội vã trôi qua như thế thanh viên tỷ còn làm gì vậy nhanh đến đây nào xem sản phẩm mới mà ông chủ nói là cái gì đương nhiên là yêu tử nguyệt không biết thanh viên đang nghĩ gì trực tiếp kéo nàng ta vào trong cửa hàng. Vì lý do này mà họ đã đến khởi nguyên thương thành từ sớm, thậm chí còn không cả ăn sáng, chính là để nhìn thấy những sản phẩm mới lên kệ sớm hơn. Được được được, ta biết rồi, ngươi đừng kéo ta. Đến cửa hàng, đương nhiên là phải nhìn vào khu vực kệ hàng đầu tiên. Yêu tử Nguyệt và Thanh Duyên đều đã quá quen thuộc với khởi nguyên thương thành, đương nhiên trong nháy mắt là đã phát hiện chỗ khác biệt với trước kia. 1, 2, 3 Yêu tử Nguyệt nhìn số lượng trên kệ, cuối cùng dường như có chút không tin lắm đếm lại một lần nữa lúc này mới kinh ngạc mở to hai mắt nhiều hơn so với trước kia ba cái về phần thanh viên lúc yêu tử nguyệt đếm số lượng trên kệ thì đã đi qua rồi bây giờ đang xem sơ qua tình hình cụ thể của sản phẩm mới ba loại sản phẩm mới lần này ông chủ xảy ra chuyện gì vậy yêu tử nguyệt đã vô cùng chấn động với cảnh tượng trước mặt điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của ông chủ đừng kinh ngạc nữa ba loại sản phẩm mới này nói đúng ra là thuộc cùng một chuỗi sản phẩm trong tay thanh viên cầm một cái bình trong suốt thản nhiên giải thích một câu sau khi nghe yêu tử nguyệt lẩm bẩm một chuỗi có nghĩa là gì yêu tử nguyệt không hiểu lắm vẻ mặt nghi hoặc ngươi tự mình xem thì biết thanh viên lấy xuống hai cái bình từ trên kệ hàng sản phẩm mới về phần kệ còn lại là đặt thùng gỗ nhỏ thực sự không dễ cầm sau khi yêu tử nguyệt lấy xuống liền cẩn thận xem thông tin trên bình trụ đế vong ưu khởi nguyên trụ trái cây vong ưu khởi nguyên Dựa theo phân tích của ta, tất cả đều là sản phẩm thuộc chuỗi sản phẩm vong ưu, hiệu quả giống nhau, chỉ là bản thân sản phẩm tồn tại khác biệt." Thanh Viên nói ra kết luận bản thân có được. "Cái đó là gì?" Yêu Tử Nguyệt chỉ vào một kệ khác. "Trụ mạch vong ưu." Thanh Viên nói. "Trụ mạch?" Yêu Tử Nguyệt nghĩ một chút, người lùng thành cương thiết thích uống loại này nhất đúng không? Trải qua thời gian phát triển dài như vậy, sự khám phá của khách hàng đối với thế giới khoa lạc cho đến nay đã vượt xa hai thành cương thiết và thành phố a lan các nền văn minh hoặc bộ lạc chủng tộc ẩn thế đều lần lượt bị phát hiện những khách hàng hoài nghi về điều này cuối cùng đã tin rằng sự rộng lớn của thế giới khoa lạc hoàn toàn không hề kém thiên lang đại lục có lẽ là vậy đi thanh di ngồi sổng xuống gõ nhẹ lên một trong những thùng gỗ đó nàng ta mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn yêu tử nguyệt chúng ta có cần uống thử một thùng trước không một thùng yêu tử nguyệt nhìn kích thước thùng rượu lại nhìn dáng người của thanh viên, cảm thấy nhận thức của nàng ta đối với rượu có thể đã bị ảnh hưởng từ những người lùng kia. Nghĩ cái gì vậy? Thanh viên có chút buồn cười vỗ trán của yêu tử nguyệt, một thùng như vậy hai chúng ta sao có thể uống hết được, chỉ đơn giản là nếm thử mùi vị mà thôi. Vậy phần còn lại thì làm thế nào? Yêu tử nguyệt lùi về phía sau mấy bước che trán hỏi, ở khởi nguyên thương thành lâu như vậy, nàng ta sớm đã hình thành thói quen không lãng phí thức ăn. Ừm, trực tiếp đổ cho tổ thụ đại nhân là được rồi thanh viên suy nghĩ một chút vỗ tay hạ quyết tâm yêu tử nguyệt nghĩ một chút cảm thấy lời của thanh viên rất hợp lý dù sao sáng sớm mỗi ngày đều phải dùng các loại đồ uống khác nhau trong cửa hàng để tưới cho cây thế giới thêm nửa thùng rượu mạch hình như cũng không phải là vấn đề lớn thanh viên tiện tay xách một thùng rượu mạch trên kệ xuống lại thuận tay dùng linh lực cầm lấy hai cái ly rượu để nó lơ lửng ở phía trước nàng ngưng thần tĩnh khí linh lực ở đầu ngón tay trở nên sắc bén chậm rãi xẹt qua phía trên thùng rượu mạch Khương rượu nồng đậm trong nháy mắt lan tỏa quanh chóp mũi mùi thơm êm dịu của lúa mì quanh quẩn mãi không tan lập tức đánh thức cái dạ dày đã ngủ say cả đêm yêu tử nguyệt và thanh viên đồng thời nuốt ngụm nước miếng theo bản năng thơm quá thanh diên tỉ nhanh lên yêu tử nguyệt không nhịn được mà thúc giục thanh viên ừng một tiếng điều khiển độ nghiêng của thùng rượu mạch rượu mạch có màu vàng nhạt giống như hổ phách chảy xuống mùi thơm vô cùng nồng nàn tỏa ra toàn bộ khởi nguyên thương thành làm cho bọn họ dường như đang ở trong một cánh đồng bội thu rượu mạch màu vàng nhạt như hổ phách trong ly khẽ đung đưa quát lên vẻ rực rỡ quyến rũ mê người hương lú mì đậm đà thấm vào lòng người yêu tử nguyệt theo bản năng nuốt một mụn nước miếng cầm cái ly lên ngửi sau đó quay đầu hắt xì hơi sao thế thanh viên trông rất thích thú ngửi thấy rất thơm chẳng qua không biết mùi vị như thế nào yêu tử nguyệt nhỏ giọng thì thầm một câu bình thường nàng ta rất ít khi chạm vào những thứ như rượu mạch chủ yếu là cảm thấy uống vào không ngon như Coca và Sky. Quỳnh Tương Lộ ở khởi nguyên thương thành rất hợp khẩu vị của nàng ta, nhưng giá thực sự quá đắt, nên không có nhiều cơ hội để nếm thử. Thực ra nàng ta thích nhất rượu hoa anh đào do yêu tử yên tự mình làm, gần như không có vị rượu, vị ngọt nhẹ hòa quyện với hương thơm tươi mát và tao nhã của hoa anh đào, như thể đặt mình trong mùa hoa. Anh đào nở rộ. Yêu tử Nguyệt đặt ly trước mặt, những bong bóng nhỏ tiếp tục ngưng tụ bám vào trên thành cốc, sau đó nổi lên mặt nước và vỡ ra, phát ra những âm thanh nhỏ bé liên tục không dứt, ở khía cạnh này rượu mạch. Không khác biệt lắm với coca. Nàng ta đưa ly đến bên miệng, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mùi vị như thế nào? Thanh Diên hỏi. Yêu tử Nguyệt chết miệng chật lưỡi, có lẽ là đang suy nghĩ, không biết, uống quá ít, không nếm ra. Thanh viên trợn mắt, quyết định không để ý đến cô nương này nữa, tự mình nếm trước rồi nói sau. Dựa theo cách người lùng thành cương thiết uống rượu mạch, có lẽ là uống một ngụm lớn mới đúng. Nghĩ đến đây, Thanh Diên chậm rãi thở ra một hơi, sau đó đưa ly đến bên miệng, trực tiếp uống một ngụm lớn. Đồ uống lạnh buốt lướt qua khoang miệng đi xuống bụng, phổi như lặng đi trong giây lát, một loại thoải mái khó tả dường như tỏa ra từ trong xương tủy, sau đó mới cảm nhận được mùi thơm êm dịu của lúa mì. Trong rượu mạch, cùng với một chút ngọt ngào quanh quẩn chưa tan trên đầu lưỡi. Từng. Thanh Viên lập tức mở to hai mắt, gật đầu lia lịa, ta thích hương vị này. Yêu Tử Nguyệt nhìn Thanh Diên, lại nhìn rượu mạch của mình quyết định thử dùng cách của mình đi nếm thử một chút. Nàng ta hít thở sâu vài lần, như thể là đang hạ quyết tâm. Yêu tử Nguyệt từng ăn thiệt về phương diện này, đó là lúc đến Dược Cốc, giải thiên sầu do trưởng lão Dược Cốc ủ đã được rất nhiều người chào đón, lúc đó đã hữu nghị tặng cho Lạc Xuyên không ít. Yêu tử Nguyệt rất tò mò, nên lén lúc nếm thử một lần. Nói sao nhỉ, dù sao nàng ta cũng không muốn uống lại lần thứ hai, hoàn toàn không tưởng tượng được vì sao lại có nhiều người thích nó như vậy, hoàn toàn không bằng coca. Ừng ực 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 yêu tử nguyệt trực tiếp uống mấy ngụm lớn, sau khi nuốt xuống nhịn không được mà ở một tiếng. Rất ngon đúng không? Thanh Duyên vẫn đang thưởng thức mùi vị của rượu mạch, lần này lại không uống ngụm lớn như lúc đầu, chủ yếu là nàng ta cảm thấy buổi sáng uống nhiều rượu mạch không tốt lắm, một. Lát nữa trong bụng sẽ không còn chỗ để ăn bữa sáng. Ta cảm thấy, nấc, lời vừa nói ra yêu tử nguyệt lại không nhịn được mà ở lên, ngon hơn nhiều so với giải thiên sầu ở dược cốc, nấc còn có chút ngọt, nhưng ta vẫn thích coca hơn. Tùy ngươi, mỗi người đều có khẩu vị của riêng mình bản thân thích là được rồi thanh viên miễn cười thuận miệng đáp đúng rồi vừa rồi quên hỏi không phải ngươi nói hiệu quả của ba loại rượu này đều giống nhau sao cụ thể là gì vậy yêu tử nguyệt đột nhiên nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng mà bản thân đã xem nhẹ đối với khởi nguyên thương thành mà nói các loại hiệu quả đặc biệt kèm theo của sản phẩm trong cửa hàng của ông chủ mới là một trong số yếu tố quan trọng hấp dẫn bọn họ hương vị cũng rất quan trọng ngươi đoán xem Thanh Viên cười mỉm hỏi, có lẽ là do uống rượu, trên mặt đã đỏ ửng. Làm sao mà đoán được hiệu quả của sản phẩm trong cửa hàng ông chủ luôn không ngờ tới. Yêu Tử Nguyệt lẩm bẩm, mặc dù là nói vậy, nàng ta vẫn cẩn thận thăm dò cơ thể mình, muốn tìm ra có gì đã thay đổi so với lúc trước không. Nói đến sản phẩm Khởi Nguyên Thương Thành Đại Khái có thể chia thành hai loại hình, một loại là trực tiếp sinh ra hiệu quả và tác dụng, ví dụ như que cây trực tiếp tăng cường sức mạnh, lúc hết thời gian sẽ khôi phục lại bộ dáng ban đầu còn có một loại tăng thuộc tính lên vĩnh viễn, tương tự như cơ chế tăng lên của khoai tây chiên, nếu chỉ ăn một hai lần thì rất khó nhận ra ảnh hưởng cụ thể, cần góp nhặt từng ngày mới có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Cảm thấy không có gì thay đổi. Yêu tử Nguyệt đưa ra kết thuận sau khi cẩn thận nhận biết, vì vậy rốt cuộc hiệu quả cụ thể là gì? Nâng cao năng lực tương thích với năng lượng. Thanh Diên cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu. Năng lực tương thích với năng lượng. Yêu tử Nguyệt chớp mắt mấy cái, khái niệm này rất mơ hồ, có rất nhiều loại năng lượng tự do giữa trời đất, linh lực chỉ là một loại trong số đó, hơn nữa năng lực tương. Thích cũng chia thành các loại khác nhau, ví dụ như tốc độ lúc tu luyện, phục hồi năng lượng sau khi tiêu hao của chính mình, nhận thức về năng lượng của trời đất bao gồm nhiều loại hình, đều có thể bao hàm. Trong đó, ta cũng không biết cụ thể là gì, trên đó chỉ đề một câu đơn giản như vậy. Thanh Duyên đoán được yêu tử Nguyệt đang nghĩ gì, liền chỉ vào một tấm biển treo trên giá bị người sau bỏ qua. Trên mỗi kệ đều có một thứ như thế, viết tên gọi của sản phẩm trên kệ hàng, giá cả cùng với giới thiệu đại khái, khách hàng cũng có thể để lại lời của mình trên đó, tương tự như người mua đưa ra đánh giá. Tên sản phẩm, rượu mạch vong ưu khởi nguyên. Hiệu quả, tăng vĩnh viễn năng lực tương thích với năng lượng. Giá bán lẻ, 10 linh tinh. Thông tin rất đơn giản, yêu tử nguyệt vẫn đọc tỉ mỉ qua một lần, sợ mình bỏ lỡ những thứ quan trọng. Sau đó lại đến hai kệ mới thêm vào khác, ngoài tên gọi sản phẩm ra, thì hiệu quả và giá bán lẻ đều như nhau vậy thanh viên tỷ ngươi có cảm thấy bản thân mình có gì thay đổi không yêu tử nguyệt tiếp tục hỏi ta sao nhận thức đối với linh lực hình như tăng lên một chút dù sao cũng không khác biệt lắm dường như thanh viên uống đến nghiện rồi lại rót cho bản thân một ly không có quá nhiều khác biệt với khoai tây chiên hay kem gì đó chỉ có sử dụng thời gian dài mới có thể sinh ra hiệu quả càng lớn nói rồi nàng không nhịn được lại ở một cái sắc đỏ trên mặt cũng đậm thêm vài phần đều là giá bán 10 linh tinh, nói như vậy, tỷ lệ chi phí hiệu quả của rượu mạch cao hơn nhiều so với rượu đế và rượu trái cây. Yêu tử nguyệt gõ gõ thùng rượu, phát ra âm thanh tùng tùng. Dung tích của thùng rượu đương nhiên lớn hơn cái bình nhiều lần, trong khi giá bán lại như nhau, trên lệch trong đó tất nhiên rõ ràng. Theo nhu cầu của mỗi người thôi. Thanh Duyên bật cười, dù sao hiệu quả đều như nhau, muốn uống nhiều một chút thì chọn rượu mạch, không muốn uống nhiều thì chọn rượu trái cây hoặc rượu đế, ông chủ rất chu đáo trong phân lượng lần này mọi người đều biết phân lượng sản phẩm của khởi nguyên thương thành đều có một điểm chung đó chính là rất ít đồ uống của chuỗi sản phẩm vong ưu có thể nói là đã mở ra một tiên phong cung cấp cho khách hàng hướng lựa chọn sản phẩm có hiệu quả tức thì chỉ có thể áp dụng cho người sử dụng đầu tiên sản phẩm có hiệu quả tăng vĩnh cửu thì phân tán toàn bộ sản phẩm chào buổi mùi gì vậy elena vẫn theo thói quen mỗi buổi sáng sẽ đến khởi nguyên thương thành bằng cổng dịch chuyển ánh sáng là nhân viên của khởi nguyên thương thành, tất nhiên nàng ta sẽ có quyền đi lại tùy thích bằng cổng dịch chuyển ánh sáng, bình thường nàng ta sẽ là người mở cửa hàng. Có điều hôm nay khác mọi ngày. Mới vừa đi ngang qua lớp màn trắng bằng nước, cô nàng hải yêu chưa kịp nhìn rõ khung cảnh trước mặt đã ngửi thấy mùi rượu thơm nồng, không phải mùi quỳnh tương lộ mà là mùi rượu chưa ngửi thấy bao. Giờ là sản phẩm mới lên kệ mà hôm qua ông chủ đã nói à. Elena đến rồi hả, sang đây nếm thử vị sản phẩm mới của cửa hàng mình đi yêu tử nguyệt nhiệt tình vẫy tay với elena sản phẩm mới là rượu hay sao mà mùi rượu nồng thế elena nhanh chóng trượt qua bằng hình dạng của rắn biển đồng thời cũng nhìn thấy ba chiếc kệ mới sao lại có thêm ba chiếc kệ nữa vậy chẳng lẽ tung một lượt ba sản phẩm mới hình như hôm qua ông chủ không hề nói chỉ tung một loại ngươi nghĩ vậy cũng đúng yêu tử nguyệt đưa ly cho nàng ta ngươi cũng nếm thử đi elena dùng đuôi cuốn lấy chiếc ly rồi đưa lên mũi ngửi mùi chớp mắt trông có vẻ hơi ngập ngừng duỗi tay chấm nhẹ vào ly rượu màu hổ phách rồi cho vào miệng nếm thử thế nào ờ ngon lắm đúng không thanh viên ở hơi nàng ta cảm thấy hình như mình không cần phải ăn sáng nữa ưm ừ. đuôi của Elena đông đưa trong vô thức dường như vẫn đang cảm nhận hương vị của rượu gật đầu liên tục ta thích cái này nếu đã được nếm vị của rượu mạch rồi thì rượu trái cây và rượu đế chỉ thế mà thôi những đồ uống tương tự như rượu trái cây vị thơm ngọt dịu nhẹ rất được ưa chuộng nói theo cách nói của yêu tử nguyệt thì ngang tài ngang sức với rượu hoa anh đào do yêu tử yên ủ làm mọi người uống hết ly này vẫn muốn uống thêm ly nữa cuối cùng không biết đã say từ bao giờ còn về rượu đế thanh viên tạm có thể chấp nhận yêu tử nguyệt thì cực kỳ không thích elena càng ghét hơn cô gái hải yêu chỉ dùng ngón tay chấm vào rồi nếm hương vị thoắt cái cả phần đuôi đã yểu xìu làm yêu tử nguyệt và thanh viên lo lắng hồi lâu chúng ta có nên thông báo trong điện thoại di động ma huyễn không yêu tử nguyệt ngồi trên sofa hút mì gói mơ màng hỏi cũng được thanh viên gật đầu vẻ mặt tùy ý uống nhiều rượu mạch quá cảm giác đầu óc cứ quay cùng chỉ muốn ngồi như vậy quẳng hết mọi phiền não bỗng nhiên hiểu được tại sao ông chủ lại đặt tên sản phẩm này là vong ưu còn về elena cô gái hải yêu cuộn tròn trên sofa nửa người trên nằm lên đuôi miệng không ngừng thổi bong bóng dựa theo lời giải thích của elena đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường không cần phải lo giống như đang ăn táo thì phát hiện có nửa con protein đang ngọ ngoại, đang ăn mì thì tự dưng miệng đầy mùi rệp hệt như rau ngò, thật ra phản ứng sinh lý sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, chủ yếu là ảnh hưởng. Về mặt tâm lý, nhưng trông có vẻ như cô gái hải yêu đã bị ảnh hưởng cả thể xác lẫn tinh thần. Nhắc mới nhớ hình như Elena ngươi cũng không thích mùi giấm lắm đúng không? Yêu tử Nguyệt rút khăn giấy ra lau miệng, tối qua trong phòng bếp, chắc là bất cẩn nên nếm thử một mụn, trạng thái khá. Giống sáng nay. Yêu tử Nguyệt nhớ đến chuyện nấu cơm ở khởi nguyên thương thành tối qua, lúc đó Elena cũng ở trong bếp hỗ trợ, không biết tại sao lại uống một ngụm giấm, sau đó cả buổi tối cứ yểu xìu mãi. Ừm, ta không thích mùi đó. Elena đập đập đuôi như thể mệt mỏi trả rời. Ta đã viết xong rồi, mọi người đọc thử xem thế nào. Điện thoại di động ma huyễn của thanh viên tại thành một quần sáng thực tế ảo, trên quần sáng là một vài nội dung nàng ta mới vừa soạn xong. Chính chủ khởi nguyên thương thành xin thông báo hôm nay khởi nguyên thương thành tung ra sản phẩm mới series rượu vong ưu chào mừng mọi người đến mua sắm ừ thì yêu tử nguyệt im lặng một lúc rồi nhịn không được đánh giá thanh viên sao nhìn ta bằng ánh mắt đó ánh mắt của yêu tử nguyệt làm thanh viên không được tự nhiên lắm nhướng mày hỏi nãy giờ lâu vậy mà thanh viên tỷ chỉ nghĩ được một câu như vậy thôi à yêu tử nguyệt nhịn không được mắng một câu thì sao thanh viên lại tự thấy rất hay đây là thông báo quan trọng là ngắn gọn dễ hiểu ừ ừ đúng rồi elena ngồi kế bên vừa thổi bong bóng vừa gật đầu ngươi bớt nói vài câu đi yêu tử nguyệt buồn cười nhìn cô gái hải yêu sau đó nhìn sang thanh viên vậy thông tin chi tiết về sản phẩm mới đâu chỉ đăng một câu đơn giản vậy thôi à với nàng ta mà nói câu này của thanh viên chỉ có duy nhất thông tin khởi nguyên thương thành vừa tung ra sản phẩm mới ngoài ra không còn gì nữa không đạt chuẩn vậy là đủ rồi thanh viên cười khẽ chẳng phải lúc trước khi ở đây ông chủ cũng làm vậy à hơn nữa có lúc còn chẳng có thông tin gì, chỉ có khách hàng tự phát hiện. Yêu tử Nguyệt nghiêm túc nhớ lại, chỉ có thể thở dài bất lực, thôi được rồi, nói cũng đúng. Mặt trời vừa thức giấc. Sáng sớm mặt trời còn được bao phủ bởi một lớp sương mây, lúc này mây mù tan ra, muôn ngàn tia sáng chiếu xuống làm khung trời đỏ rực, giống như ngọn lửa thiêu đốt. Núi cửu diệu như được bao trùm một lớp sương mỏng, mây mù trôi nhẹ nhẹ, thỉnh thoảng có tiếng chim hót vang vọng phía chân trời. Dường như ở nơi sâu trong núi rừng có tiếng động gì đó làm đám chim giật mình bay đi, giống như có thể thấy bóng dáng màu đen gào thét chạy đến, ánh sáng mặt trời xuyên qua núi rừng giống như con rồng. Khổng Lồ đang dạo chơi. Từ sớm đã thấy xe và người dân đi lại tới lui ở đầu đường thành phố, đại đa số là người già dậy để rèn luyện sức khỏe, học sinh dậy đi học và nô lệ tư bản dậy đi làm, đúng là khung cảnh phồn hoa phát triển. Tô Nam cầm bữa sáng của Túy Nguyệt Thiên trên tay, vừa đi vừa ăn. Linh thú tên Tiểu Thanh ngồi trên vai nàng ta có lẽ nghĩ món tô nam đang ăn là món gì đó rất thơm ngon nên nhịn không được túng tóc nàng ta muốn ăn à tô nam quay đầu nhìn nó cười bẻ một khối cho ngươi nhớ là đừng làm bẩn quần áo của ta sau khi trở thành đạo sư của học viện lăng vân trong thời gian này tô nam vẫn ở đây truyền đạt chương trình học mà mình thiết lập cho các học viên dù trong nàng ta có vẻ còn nhỏ hơn một vài học viên nhưng lại không ai dám khinh thường ở thiên lang đại lục vẻ bề ngoài không đại diện cho năng lực thực tế của một người hơn nữa có thể làm cho viện. Trưởng học viện Lăng Vân, Phạm Thừa Thiên cung kính, đã đủ chứng minh được điều gì đó. Hiện tại đang là kỳ nghỉ của học viện Lăng Vân, Tô Nam lại về thành Cửu Diệu. Nàng ta đã thuê đức phòng của Túy Nguyệt Hiên trong một năm, nếu không ở thì lãng phí quá. Ngoài chuyện này ra, nàng ta đến đây cũng vì muốn đợi một người quen, một người quen mà lâu rồi chưa gặp. Tô Nam tạm thời rời khỏi học viện Lăng Vân, dự định ở lại thành Cửu Diệu một thời gian ngắn, bởi vì nàng ta muốn ở chỗ này chờ một người bạn cũ một người bạn cũ đã lâu không gặp nhau. Về phần vì sao như thế, nguyên nhân ngược lại rất đơn giản. Vài ngày trước đó Văn Thiên Cơ đi tới học viện Lăng Vân làm khách, đúng lúc gặp được Tô Nam, có thể là tâm huyết dân trào, cũng có thể là trong lúc rảnh rỗi, hoặc là hai người đều như vậy, tóm lại cuối cùng. Bói một quẻ cho nàng ta. Mang mang nhân thế tầm thường kiến. Chấp trứ thử sinh kỹ độ văn. Chính thị giang nam hảo phong cảnh. Lạc hoa thì tiết hữu phùng quân. Biểu hiện quẻ văn chính là như thế ý nghĩa biểu đạt ra cũng rất đơn giản trong khoảng thời gian gần đây tô nam hẳn là sẽ gặp lại một người bạn cũ đã xa cách rất lâu tô nam nghe được còn kinh ngạc hồi lâu coi như là có nhận thức mới đối với năng lực bói toán của văn thiên cơ nàng ta đã đi đến một nơi được gọi là giang nam làm cho nàng ta nhớ sâu sắc nhất hẳn là rượu giang nam tươi mát thanh nhã bất tri bất giác liền thấm vào trong lòng giống như cảnh của giang nam và người dân giang nam lại nói tiếp giang nam vốn không gọi là giang nam chỉ là bởi vì lúc đó nàng ta đã viết một bài thơ nhắc tới cái tên này. Xuân Phong bất giải Giang Nam Vũ. Tiếu kháng vũ hạng tầm khắc thường. Thùy tri Giang Nam vô túy ý. Đảng văn Xuân Phong thập lý hương. Đúng rồi, lúc ấy ở trên hồ chèo thuyền còn gặp qua một người, đó hẳn là đế vương của một quốc gia. Cô Nam lúc ấy chỉ đi ngang qua chỗ đó, sau một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, tìm thời gian lập tức tự mình rời đi. Sau đó là kiếp sống lang thang khắp thiên lang đại lục, đôi khi ở lại khu vực có tồn tại nền văn minh một thời gian ngắn phần lớn vẫn là một mình ở trong rừng rậm đồng hoang không có vết tích của con người lại qua một khoảng thời gian có thể là mấy trăm năm nàng ta đi ngang qua khu vực kia kinh ngạc phát hiện tên khu vực kia đã đổi thành giang nam về phần đế quốc ngày xưa đã sớm bị tiêu diệt trong lịch sử quốc gia con người phần lớn là như thế thành lập phồn vinh hưng thịnh yếu dần bị tiêu diệt nhiều nhất không quá mấy trăm năm sớm đã thấy qua rất nhiều lần sau đó nàng ta tiếp tục cuộc sống của mình tình cờ gặp được một con bạch xà dường như không giống yêu thú khác dứt khoát mang nàng ta theo bên người đợi sau khi nàng ta nắm giữ năng lực biến hình thì tìm thời gian lặng lẽ rời đi tô nam không thích cảnh xa cách nàng ta đã trải qua đủ rồi chẳng qua hiện tại xem ra bạch xà kia dường như đã tìm được con đường của chính mình tô nam cười cười đưa miếng thức ăn cuối cùng vào trong miệng tiện tay ném bao bì vào thùng rác bên đường ngẩng đầu nhìn về phía trước quán nhỏ viên quy nằm ở chỗ đó hơi nước bốc lên, phản chiếu màu. Sắc của ánh nắng ban mai. Viên Quy và Bộ Ly Ca ngồi đối diện hai bên bàn, trước mặt bày một bàn cờ, hai quân trắng đen hiện ra thế giằng co, hiển nhiên đã chém giết đến thời khắc khó phân thắng bại. Ta. Con đen trong tay Viên Quy hạ xuống, phát ra tiếng vang lanh lảnh, sắc mặt hắn ta từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, giống như đã nắm giữ tất cả. Bộ Ly Ca nhìn chầm chầm bàn cờ, cao mày rơi vào im lặng, do dự hồi lâu cuối cùng mới hạ xuống một con. Tương đối mà nói, Viên Quy bình tĩnh hơn nhiều, chỉ do dự một chút rồi đưa ra quyết định. Cờ đen và cờ trắng đang xen ngang dọc, hình như đều không có chút biện pháp nào với người kia, có lẽ sẽ tiếp tục giằng co. Bỗng nhiên, bộ ly ca lộ ra một nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía Viên Quy ở đối diện, sư phụ, ngươi thua. Dứt lời, hắn ta đặt con trắng vào chỗ nào đó trên bàn cờ. Vì nước đi này hắn ta đã sắp xếp hồi lâu, cuối cùng đến thời khắc có thể nên đón thắng bại, cảnh tượng bàn cờ thay đổi thất thường, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ nên đón bại trận, cũng giống như lúc bộ. Thương không giải thích cách sử dụng binh. Binh pháp, thủ đoạn. Chơi cờ cũng như thế, chú ý đánh bất ngờ và kế hoạch chiến lược, ở nơi đối thủ chưa từng chú ý âm thầm dự trữ sức mạnh, một kích cuối cùng quyết định thắng bại. Là ngươi thua. Vẻ mặt viên quy không thay đổi, vẫn rất bình tĩnh, hạ quân cờ trong tay xuống. Bộ ly ca sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía vị trí nước đi, ánh mắt dần dần mở to, hiển nhiên là phát hiện một vài khu vực vừa rồi hắn ta hoàn toàn xem nhẹ ta thua. Bộ Ly ca chán nản thở dài, thất bại nhận thua. Bốn quân nối thẳng, trận đối đầu cờ caro này hắn ta chịu thua. Hôm nay Nam tỷ đến sớm như vậy, có muốn một phần bữa sáng không? Bộ Ly ca nhìn thấy Tô Nam đi ngang qua trước quán nhỏ Viên Quy, vẫy vẫy tay hô với nàng ta. Không. Tô Nam cười lắc đầu. Tuy nói hiện tại có công việc không thiếu linh tinh, nhưng nàng ta vẫn cảm thấy bữa sáng giá 10 linh tinh của quán nhỏ Viên Quy có chút đắt đỏ, mỗi ngày tiêu phí có chút không thích hợp nhìn theo Tô Nam rời đi, Bộ Ly ca dọn dẹp bàn cờ, chuẩn bị cùng Viên Quy bắt đầu một vòng đối đầu mới. Lại đi. Hắn ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Ừ. Viên Quy cũng không có chuyện gì, trực tiếp gật đầu đồng ý, chơi cờ dùng để giết thời gian là vô cùng tốt. Đi lại trong con hẻm nhỏ ở Khởi Nguyên Thương Thành, mặt đất được lát đá cửu diệu đã sớm bị khách hàng lui tới mỗi ngày mài bóng như gương, tia nắng ban mai chiếu xuống mặt gương rạng rỡ sáng chói. Tiếng bước chân trong trẻo vang vọng trong con hẻm nhỏ yên tĩnh trống trải. Tô Nam đương nhiên là biết được chuyện Lạc Xuyên và Yêu Tử Yên rời khỏi khởi nguyên thương thành, thông qua điện thoại di động ma huyễn có thể dễ dàng biết được tin tức xảy ra ở các nơi, điều kiện tiên. Quyết là có khách hàng ở khởi nguyên thương thành tải tin tức lên điện thoại di động ma huyễn. Lại nói tiếp, thật sự nàng ta cũng rất tò mò rốt cuộc hai người đó đã đi nơi nào. Là một khu vực không rõ của thiên lang đại lục, hay là đã trực tiếp rời khỏi thế giới này, đi đến một thế giới mới. Bước chân Tô Nam chậm lại, khẽ hít hít cái mũi nàng ta ngửi thấy một loại mùi rất đặc biệt không phải là một loại mà là rất nhiều loại trộn chung với nhau hẳn là mùi rượu trước kia tô nam rất thích uống rượu loại đồ uống gọi là rượu này uống vào có thể làm cho người ta quên đi rất nhiều chuyện coi như là thứ giải sầu giải nan vô cùng tốt chẳng qua sau đó có một người nói với nàng ta uống nhiều rượu không tốt cho nên tô nam không uống nữa khởi nguyên thương thành hình như chỉ có một loại sản phẩm rượu là quỳnh tương lộ chẳng lẽ là đồ do mấy người yêu tử nguyệt từ bên ngoài mang tới Cô Nam có chút tò mò, bước chân chậm lần nữa nhanh hơn, vài bước liền đi vào trong tiệm. Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi rượu nồng đậm thêm một chút, cảnh tượng trước mắt làm cho nàng nhịn không được ngây người một chút. Trước mặt thanh viên đặt một thùng rượu, trong tay cầm chén rượu lớn do Linh lực Ngưng tụ Thành đang uống hăng say, yêu Tử Nguyệt cầm một bình đồ uống không biết loại gì uống vào, thỉnh thoảng ăn khoai. Tay chiên làm đồ nhậu, bên cạnh có một đống sinh vật quái dị không biết loại gì, Elena đang nằm ở đó phun bong bóng. À chuyện gì đã xảy ra với các ngươi vậy? Tô Nam ngẩn người, lúc đi vào cửa hàng còn không quên chú ý dưới chân, để tránh mình dẫm phải cô nương hải yêu, về phần tiểu thanh trên vai, lúc Tô Nam vào cửa. Hàng thì đã nhịn không được hắt hơi vài cái, trực tiếp chui vào trong trang phục của Tô Nam không lộ mặt. Tô Nam nhìn cảnh tượng bên trong khởi nguyên thương thành, có chút hoài nghi có phải mình đi nhầm chỗ hay không? Nàng ta đây là tới quán rượu do người lùng mở sao? A, à, Nam Tỷ hôm nay đến sớm thật, công việc của học viện Lăng Vân đã xong rồi hả? yêu tử nguyệt vui vẻ chào hỏi tô nam tuy rằng không biết vì sao vui vẻ nhưng nàng quả thực đang rất vui vẻ ừ tạm thời nghĩ tô nam gật đầu lại không nhịn được khịt khịt mũi nói chứ các ngươi có cảm thấy mùi rượu trong tiệm có chút quá nồng hay không tính cách của nàng ta thật ra thuộc loại rất ít góp ý người khác luôn để rất nhiều chuyện ở trong lòng chỉ là bởi vì tương đối quen thuộc với yêu tử nguyệt cho nên mới nói một chút mùi rượu yêu tử nguyệt cũng khịt khịt cái mũi theo có thể là ta luôn ở chỗ này nên không ngửi thấy được. Không sao đâu, chỉ cần thiết lập một chút là được rồi. Nói xong lập tức vương tay ra búng tách một cái, động tác gần như giống lạc xuyên 100%, ngoại trừ không có âm thanh ra thì không có vấn đề gì. Ánh sáng đột nhiên xuất hiện, ngưng tụ thành một màn sáng lơ lửng trên không trung. Vì thuận tiện hết mức có thể, lạc xuyên mở ra một ít quyền hạn ở khởi nguyên thương thành cho yêu tử nguyệt, chính là để ứng phó với những chuyện kỳ lạ hiếm có này ngón tay nhỏ thon dài mảnh khảnh bắt đầu lựa chọn ở khu vực lọc không khí nào đó bản năng cảm giác rất nhanh nhận ra khởi nguyên thương thành xuất hiện một ít thay đổi đặc biệt cụ thể là cái gì thì không nói ra được một loại biểu hiện rõ ràng nhất chính là linh thú chui ra từ trong vạt áo tô nam tò mò nhìn xung quanh đúng rồi đồ các ngươi đang uống là mang từ bên ngoài vào sao tô nam chỉ chỉ cái bình yêu tử nguyệt đặt trên bàn bởi vì góc nhìn nên nàng ta không nhìn thấy biểu tượng của khởi nguyên thương thành không phải đâu đây là sản phẩm mới lên kệ của khởi nguyên thương thành. Yêu tử Nguyệt cười đưa rượu trái cây vong ưu cho Tô Nam, chỉ chỉ biểu tượng hình chữ thập trên đó. Sản phẩm mới. Tô Nam sửng sốt. À đúng rồi, ta còn chưa gửi thông báo. Thanh Duyên bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, có lẽ là do uống rượu mạch sắc mặt có vẻ ửng đỏ. Hôm nay vừa mới lên kệ. Yêu tử Nguyệt chỉ chỉ rượu trái cây trong tay Tô Nam, chính là cái này. Vậy cái nàng ta đang uống kia thì sao? Ánh mắt Tô Nam nhìn về phía thùng rượu bên cạnh Thanh Diên. Cái kia cũng vậy. Yêu Tử Nguyệt gật gật đầu, đưa ra câu trả lời chắc chắn, nói xong lại không biết lấy từ đâu ra một chai rượu đế vong ưu đưa cho Tô Nam, cả cái này cũng vậy. Tô Nam ngây người, hẳn là đang tiêu hóa tin tức này. Tiểu Thanh thì từ trong trang phục của nàng ta chui ra, nhanh nhẹn đi tới bên cạnh Thanh Diên, giống như rất tò mò với đồ uống của nàng ta. Thanh Diên lộ ra nụ cười, đổ một ít rượu lúa mạch vào lòng bàn tay. Tiểu Thanh ghé vào bên cạnh cẩn thận ngửi ngửi mùi vị, do dự một chút rồi lại gần uống một ngụm, quá trình ngắn gọn đến mức có thể dùng ba chữ để hình dung. Dính đứng nhào. Nói cách khác, lần này ông chủ lấy ra tổng cộng ba loại sản phẩm mới. Tô Nam nhìn thoáng qua chỗ đó lập tức thu hồi ánh mắt, không để ý lắm, lực chú ý chủ yếu vẫn là ở trên sản phẩm mới. Ngươi nói như vậy cũng không sai. Yêu tử Nguyệt nở nụ cười, chẳng qua dựa theo cách nói của ông chủ, đây thật ra là một chuỗi sản phẩm. Một chuỗi Tô Nam hoang mang chớp chớp mắt mấy cái, lần đầu tiên nàng ta nghe được cách nói này ở khởi nguyên thương thành. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Yêu tử Nguyệt đứng dậy lôi Tô Nam đi về phía kệ hàng, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa lúc tìm chút việc cho mình làm. Cùng lúc đó, trên điện thoại di động ma huyễn đã bởi vì thông báo của thanh viên mà xôn xao. Đây là sản phẩm mới. Có vẻ như thần vận mệnh đã nghe được lời cầu nguyện từ các tín đồ trung thành của nàng. Nói nhảm, đây rõ ràng là thần kinh doanh nghe được tiếng gọi của khách hàng ông chủ là vị thần cá muối đừng nói lung tung có lẽ ông chủ đang ẩn náu trong chúng ta nói chuyện nên cẩn thận một chút ta đã xuất phát các ngươi vẫn còn ở đây trò chuyện sao lần này ta nhất định phải là những khách hàng đầu tiên trải nghiệm sản phẩm mới xin lỗi nhà của ta ở ngay thành cửu diệu đương nhiên mấy người trong khởi nguyên thương thành tạm thời chưa biết được tình hình trên điện thoại di động ma huyễn yêu tử nguyệt và tô nam đang tìm hiểu sản phẩm mới thanh viên vẫn tự rót tự uống một mình hưởng thụ vị ngon của rượu lúa mạch tiện thể trêu chọc tiểu thanh đang buồn ngủ elena vẫn làm mình thành một cái bong bóng lớn về phần tiểu hát cầu và cây thế giới vẫn như trước trực tiếp bỏ qua là được rồi đều là cùng một loại sản phẩm hiệu quả cũng giống nhau đây chính là ý nghĩa của một chuỗi sao tô nam cầm một chai rượu trái cây trong tay rất dễ dàng hiểu được thông tin về sản phẩm mới thế nào nam tỷ có muốn nếm thử không hương vị rất ngon nha yêu tử nguyệt bắt đầu đề cử cô nam im lặng một chút cười lắc đầu đặt bình rượu trái cây trở lại kệ không được ta đã lâu không uống rượu lúc đầu đi tới thiên lang đại lục nàng ta dần dần thích uống rượu sau đó bởi vì một người nên không uống rượu nữa sau đó bởi vì một số việc lại dần dần bắt đầu uống rượu tuần hoàng như thế hiện giờ đã không còn đụng vào nữa như vậy à vậy thì có chút đáng tiếc yêu tử nguyệt cũng không tiếp tục truy hỏi bỗng nhiên vỗ bàn tay à đúng rồi đây mới là loại sản phẩm mới thứ hai, lúc trước ông chủ đã nói sẽ đưa ra ba loại, cho nên sao? Này còn có thể có. Tô Nam nhìn nóc nhà nghiêm túc suy nghĩ một phen, nói vậy thì cách một thời gian ngắn khởi nguyên thương thành sẽ lại ra mắt sản phẩm mới hả? Đúng vậy. Yêu Tử Nguyệt gật đầu, đây là kiến thức thông thường mà mỗi khách hàng ở khởi nguyên thương thành đều biết. Nghe nói trong khoảng thời gian vừa mới mở cửa, cứ cách 10 ngày 20 ngày lại có sản phẩm mới lên kệ. Chẳng qua theo thời gian trôi qua Tần suất ra mắt sản phẩm mới cũng trở nên chậm hơn. Cũng may gần đây ông chủ thay đổi không ít, tuy rằng không khôi phục đến trình độ ban đầu, nhưng tốt hơn trước kia. Nhiều. Hiện tại không phải là như vậy sao? Tô Nam mỉm cười. Ha ha. Yêu Tử Nguyệt chớp chớp mắt mấy cái, mấy giây sau mới phản ứng được Tô Nam rốt cuộc nói cái gì, đôi mắt màu tím dần dần mở to, đương nhiên là hiểu được một số chuyện, thì ra ông chủ lại nghĩ. Như vậy. Lời nói có chút phẫn nộ rõ ràng nói là một lần ra mắt ba loại sản phẩm mới hiện tại tự nhiên biến thành liên tục ra mắt so với bình thường cũng chỉ tăng tốc độ lên kệ sản phẩm mới một chút hết lần này tới lần khác mọi người còn cảm thấy tình hình rất hợp lý yêu tử nguyệt trong lòng phức tạp tại sao không ai nghĩ về điều đó ta tùy tiện nói thôi tô nam cười xua xua tay huống hồ so với trước kia lần này ra mắt sản phẩm mới không phải nhanh hơn rất nhiều sao ta nghe nói lúc trước khi các người đi quay phim thì mấy chục ngày liên tiếp khởi nguyên thương thành đều không có bất kỳ thay đổi gì. Ừ. Lúc ấy không phải ông chủ cần tập trung vào việc quay phim sao? Được rồi, Nam Tỷ nói cũng không sai. Không ngoài dự đoán, sản phẩm mới ra mắt vẫn làm khách hàng rầm rộ như trước. Bộ ly ca khi đọc được tin tức thì lập tức đi tới khởi nguyên thương thành, Tô Nam rất tò mò ván cờ ca rô giữa hắn ta và viên quy đến cuối cùng có đánh xong hay không, xác suất lớn là chỉ chơi một nửa rồi ỉ. Vào ưu thế địa lý chạy tới đây tăng cường năng lực tương thích với năng lượng đây không phải là trùng với hiệu quả của mì ăn liền sao bộ ly ca nhìn giới thiệu sản phẩm mới nhịn không được nói ra một chút cũng không trùng đâu yêu tử nguyệt ôm cánh tay phản bác rõ ràng là hai loại hiệu quả hoàn toàn khác nhau chỉ là trong đó có vài thứ là trùng mà thôi bản chất vẫn khác nhau rất lớn hơn nữa một cái là tăng thuộc tính lên vĩnh viễn một cái là tăng lên tạm thời có thể giống nhau sao cái này được rồi nói cũng đúng bộ ly ca có một phẩm chất tốt là giỏi phát hiện sai lầm của mình. Bởi vì sản phẩm mới lên kệ, rất nhanh đã có khách hàng vội vàng mà đến, phản ứng cũng không khác biệt lắm với bộ ly ca, sau đó yêu tử nguyệt lại tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Cứ như vậy, lại là công việc mở cửa hàng bình thường hàng ngày. Yêu tử nguyệt cảm thấy mình giống như hiểu được vì sao tỷ tỷ thích cuộc sống như vậy, bình thường mà lại đầy đủ, ông chủ còn thường xuyên đưa tỷ ấy đi du ngoạn một thời gian ngắn. Về phần mình sao? Yêu tử nguyệt khẽ thở ra một hơi, nhìn cô nương hải yêu đã không còn yểu xìu nữa còn có đám người thanh viên vũ vi đến hỗ trợ khóe miệng hiện ra một chút vui vẻ hiện tại như vậy là đủ rồi nàng khác với yêu tử yên chỉ thích sống trong khoảnh khắc này sự yên tĩnh của khởi nguyên thương thành nhanh chóng bị sự ồn ào thủ tiêu âm thanh ồn ào không dứt bên tai